Tên của xin được kính chúc tất cả các cô chú anh chị có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và bình an trong cuộc sống ạ. Buổi trưa ngày hôm nay của xin được tiếp tục lên cập nhật những thông tin, những câu chuyện xoay quanh gia đình Sân Đọt Chuối nhà mình cũng như Út Cường cùng chia sẻ với tất cả các cô chú anh chị. Vì vậy rất mong các cô chú anh chị yêu thương nhớ tặng cho của xin một ngón tay like thật đẹp, cũng như để lại thật nhiều những cái bình luận tương tác trong cái video ngày hôm nay, giúp cái buổi livestream của nó sôi động hơn. Và YouTube họ cũng đánh giá tốt và đề xuất nhiều nhiều thông báo cho các cô chú anh chị khác vào xem ủng hộ cho quậy nha. Quậy xin cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Anh thì không biết rằng lúc này các cô chú anh chị đang là cày view hay đang xem cái tin tức gì đó liên quan tới Út Cường hay là lang thang ở đâu đó hay không ạ? Phải thấy gia đình Sân Đọt Chuối nhà mình các mẹ các chị đang rất là tích cực cày view cho cái bài cung đàn thương nhớ của Út Cường rồi, cũng đang rất giống như là cảm giác như là lo lắng những cái video ở dưới bảng xếp hạng của Út Cường á, ba video hay gì đó họ đang tiến sát lên cái cung đàn thương nhớ của Út Cường. Thì chính vì vậy mà quậy thấy có các cô chú anh chị chia sẻ là cả nhà nhớ cày view nhiều nhiều hơn. Quậy xin được gửi lời chào các cô chú anh chị. Quậy chào chị Hồng Thanh, cảm ơn chị Hồng Thanh hôm nay vào nhà quậy đầu tiên để lại cái bình luận. Chào chị Lan Mã, chào cô quê tôi miền Tây ạ. Quậy chào cô Chính Lý, chào cô Mỹ Phạm Hồng, chào cô Võ Khách, chào cô Hậu Nguyễn, chào cô Bồng Bé ạ. Quậy chào cô Tuấn Anh, chào cô Hồng Nguyễn Thị Vũ, chào cô Huệ Lương, chào cô Thủy Nguyễn. Quậy chào cô Hoàng Minh, chào anh Lộc Võ, chào cô Thanh Đoàn, chào cô Thâm Thâm Thắm Vũ, chào cô Hường Nguyễn ạ. Chào cô Hoàng Long Huỳnh, chào cô Linh Phạm, chào cô Quý Lý, chào cô Huyền Lý Thị Huyền, chào cô Thủy Mai, chào cô Thành Thảo, chào cô Nương Quỳnh. Vui vui dạ. Cày mãi, cày còng lưng luôn rồi. Làm rồi chạy ra chạy vào ga ga. Cày còng lưng luôn ạ. Chào cô Thị Dung Kim. Quậy chào cô Xuân Phạm, chào chị Hạnh Võ, chào cô Ngọc Ánh Nguyễn Thị ạ. Chào cô Lương Phạm, chào cô Yến Nguyễn, chào cô Lý Nguyễn. Chào cô Thanh Lê ạ. Chào cô Hương Trần. Chào cô các cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay cái video của Út Cường. Đây ạ. Vẫn đang nằm trong top 3 và hôm nay là được 703.000 lượt xem. Hiện tại là được 703.000 lượt xem và đứng thứ 3 trong danh mục âm nhạc thịnh hành, thì vẫn đang đứng trong vị trí thứ 3. Để quậy coi ngày hôm nay có cái video nào nó gần gần sát Út Cường hay không. Rồi cái bài vị trí số 1 vẫn là Baby Monster này. Rồi Soobin, Giá Như, vị trí số 2. Và Út Cường vẫn là vị trí thứ 3. Rồi vị trí thứ 4 là cái bài của ca sĩ Hà Nhi, Tội Cho Em.
là cũng leo lên vị trí thứ tư đó. Thứ tư là 5 ngày trước và 800.000 lượt xem. Rồi vị trí thứ năm có sao cũng đành, 10 ngày trước 900.000 lượt xem. Rồi thứ sáu là 6 ngày trước 1 triệu lượt xem. Hồ Quang Hiếu. Thì hiện tại là cái bài thứ bảy đánh cắp mặt trời này thì nó cũ rồi và cái lượt xem nó cũng giảm rồi, nó cũng không phải là cái hot. Thì cái bài này mình không có nói tới, nhưng mà chị đây quậy thấy có ba cái bài mới là liên quan tới nhạc trẻ không à. Hà Nhi rồi Đạt Kha và Hồ Quang Hiếu áp sát Út Cường. Nhưng mà thực ra ba cái video này á, ở nó đang áp sát Út Cường, nó đang tăng ở dưới, tăng lên đây nhanh. Nhưng mà thực ra gọi thấy cái lượt like chia sẻ rồi giống như là cái độ hot của nó cũng không có gì đặc biệt hết các cơ chúng chị. Nó không có gì gọi là quá hot trend hiện tại. Nên nếu như chị cần gia đình săn đột chuối nhà mình cứ vẫn tiếp tục like chia sẻ và tìm kiếm thêm nhiều nhiều, cũng như là tạo thêm nhiều những lượt tìm kiếm, nhiều lượt like, lượt chia sẻ mới nữa, thì chắc chắn là vẫn thắng được mấy cái người này ở dưới, vì họ quậy thấy cũng không có gì gọi là hot, mặc dù neo tốt cũng khá nhanh. Nên cần gia đình săn đột chuối thì mình chỉ cần đồng lòng tạo thêm những cái như mọi khi thôi. Dạ, quậy chào cô Điệp Phan, chào cô Phượng Ngọc ạ. Dạ, quậy chào cô Cam Lê, vừa xem live vừa xem cao đàn cung đàn thương nhớ Út Cường. Chào cô Cướp Biển, chào cô Loan Lê ạ. Chào cô Phong Nguyễn Thị, chào cô, chào chú, chào anh Kiến Dũng Trang ạ. Chào cô Len Nguyễn. Dạ, chào cô Ma Bóc. Cô Ma Bóc đợt này không biết có về Việt Nam đi du show nữa không ạ. Cô Việt Kiều Campuchia. Chào cô Hương Nguyễn, chào cô Minh Trịnh. Thì cái việc cày view này thì cả nhà mình cũng đang làm rất là tốt. Mặc dù cái top 2, top 1 thì nó hot quá, nó khó, nhưng mà mình giữ top như vậy thì nó sẽ được thêm cái đề xuất cho Út Cường và sẽ nhiều người biết tới hơn nữa. Hôm nay là 704.000 lượt xem rồi, từ đây tới ngày 24 là còn khoảng 9 ngày nữa. 9 ngày nữa thì bình quân quậy thấy một ngày cũng được mấy chục ngàn view. Thì nếu như cứ giữ cái đà này thì cũng kịp trước ngày 24 sẽ làm cái video triệu view dành tặng về món quà tinh thần cho hai chú cháu Nguyễn Minh Cường và Hồ Văn Cường, đúng không ạ? Cả nhà mình cố gắng lên ạ. Đừng có mãn nguyện hay là đừng có bỏ cuộc hay gì ạ. Chào cô Thị Bảo Nguyên ạ, chào cô Thảo Trương, chào cô 2T, chào cô VB Nhân ạ, chào cô Đạt Hoàng ạ. Chú Quậy ơi, coi bài của Kim Tiểu Long mới ra mắt, bài Ly Hôn đó. Để coi bài Ly Hôn có gì đặc biệt không. Bài Tự Nhiên của Hồ Ngọc Hà và nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cũng đang neo top. Các cô chú anh chị thấy karaoke mà nó cũng lọt vào top này, các cô chú anh chị thấy một ngày có 84.000 lượt xem thôi mà vẫn lọt vào top. Các cô chú chị thấy đặc biệt không ạ? Mà khi nhắc tới karaoke là các cô chú chị gõ từ khóa tìm kiếm giã từ karaoke, đúng không ạ? Đó, gõ cái từ khóa giã từ karaoke thì nó mới tới cái bài hát karaoke này.
Thì đó các cô chú anh chị thấy cái lợi hại của gõ tìm kiếm đúng không ạ? Đó. Đây là hai cái bài hát mà người ta không có cày view luôn mà chỉ cần người ta hát nhiều thôi đó mà nó cũng vào top. Thêm một cái karaoke ở dưới này nữa. Các cô chú anh chị thấy lợi hại những cái từ khóa gõ tìm kiếm này kia đó. Nên các cô chú anh chị làm cố gắng đừng có bấm quay lại để xem, mà mình phải gõ từ khóa tìm kiếm để mình hát karaoke giống như thế này nè. Đó. Đó nó giống như nó vô tình nó lộ ra cái bí kíp, cái công thức cho cả nhà mình đúng không ạ? Ừ, chứ cái bài karaoke đâu phải là người ta nghe nhiều đâu, mà chủ yếu người ta gõ để người ta hát. Và người ta cũng đâu có cày view cái bài karaoke để làm gì. Nó chủ yếu là cứ có người hát, người ta gõ, người ta tìm kiếm để người ta hát thôi. Thì rất là nhiều lần các cô chú chị thấy karaoke nó nằm trong thịnh hành đó. Chính ra là gõ tìm kiếm là rất là lợi hại. Rồi cộng thêm là khi người ta hát karaoke là thường người ta hát hết bài. Hát hết bài luôn. Đó là cái khoảng mà thời gian để xem hết video. Nó cũng có một cái yếu tố để đánh giá là cái video đó được người ta xem từ đầu đến cuối. Đó. Còn nếu như mà người ta đang xem với người ta bỏ qua luôn á, thì nó sẽ đánh giá không tốt. Còn đằng này nó hay nên người ta xem từ đầu đến cuối luôn. Nó cũng là một cái yếu tố. Thì Mỹ Tâm là vị trí thứ 30. Còn cái bài của cô vừa nói Kim Tiểu Long thì không thấy bài nào hết. À, không có thấy trong top. Chắc cô nhìn nhầm ở đâu. À, chắc cô bị nhìn nhầm ở đâu chứ đâu thấy Kim Tử Long nào đâu ạ. Dạ, gọi chào cô Thị Tị Nguyễn ạ. Chào chị Linh Huỳnh, chào cô Văn Thái Nguyễn, chào chị Lan Mã, chào cô Thảo Trương, chào chị Kiều Van xinh đẹp, nghe cày view muốn trọng mông luôn nè. Quậy vẫn thấy có thời gian, vẫn có thời gian đi đi lên trên file bóng gió nói ai đó mà. Quậy thấy chị Kiều Van vẫn có thời gian khịa mà hôm qua thấy đăng trên Facebook mấy cái luôn, không biết đang khịa ai không biết. Kiểu ban chị cong lưng em dữ hơn chị nữa. Chào cô Thị Nga Nguyễn. À, ngày hôm nay các cô chú chị còn phải lâu lâu vậy, xin phép vậy hỏi lại coi ngày hôm nay các cô chú anh chị ngày hôm nay còn cày bao nhiêu cái máy ạ? Dạ, ngày hôm nay các cô chú chị còn bao nhiêu cái máy các cô chú chị đang cày ngày hôm nay á? Tức là từ tối hôm qua tới bây giờ đi, là lúc mà rảnh nhất có thể các cô chú chị đang cày là bao nhiêu máy? Các cô chú chị nói giúp quậy với ạ. Để coi cả nhà mình còn tích cực không. Các cô chú anh chị chia sẻ giúp quậy coi cả nhà mình hôm nay vẫn còn nhiều máy hay không, hay là những ngày thường thì chồng con mang máy đi hết rồi. Hôm nay các cô chú anh chị còn đang cày được bao nhiêu máy ạ trong nhà của quậy? Dạ quậy chào cô Sa Nguyễn, chào bà Thủy ạ, chào cô Gia Hân Nguyễn, chào cô Lê Nguyễn ạ, chào cô Quý Nguyễn Thị. Cả nhà ơi, top 3 là hạnh phúc lắm. Không có ca sĩ nào sánh bằng bé đâu. Chào cô Yến Nhi Đỗ. Chào cô Bo Lê ạ. Chào cô Vi Tưởng. Chào.
Mình cày view ca khúc cung đàn thương nhớ cày ngày cày đêm tới quên cày ruộng vì quá buồn ngủ. Trời ơi, quên cày ruộng rồi à. Sao đây ta, chào cô quý giang hồ à. Cảm ơn chị Lan Mã, cả nhà nhớ tặng quậy ngón tay đẹp để làm tinh thần vui vui ạ. À, các cô chú chị nhớ cho quậy xin một ngón tay like thật đẹp ạ. À, bài đó nó vào top có một ngày rồi mất tiêu rồi à. Vậy là cái bài của Kim Tiểu Long vào top có một ngày rồi mất tiêu. Chào cô Khán Lê ạ. À, chào cô có nick ở Đài Loan màu tím ạ. À, chào anh cô Phi Phạm ạ. Tại sợ bị trọng mông cao quá nên nghỉ xả hơi. Cái nghỉ xả hơi của chị Kiều Ban cũng lạ hơn so với người ta nha. Nghỉ xả hơi là nghỉ xả hơi kiểu của chị Kiều Ban cũng lạ đó nha. Mà nghỉ xả hơi đó ai mà phải hiểu mới 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 xả hơi cùng được. Chào cô Dung Nguyễn Thị Tóc Bạc ạ. À, cô Dung ở Tiền Giang đợt này đi show ở Sài Gòn có đông không ạ? Cô Dung có mua vé chưa ạ? Cô Huyền Lý Thị Huyền đang cày 5 máy. Wow. Cô Huyền Lý Thị Huyền 5 máy. Cô Thủy Nguyễn 2, cô Văn Thái Nguyễn 2, Lệ Nguyên 3, chị Kiều Ban 4 máy rưỡi. Rồi ok luôn, 4 máy rưỡi. Chào cô Hương Nguyễn. À, chỉ còn được 2 máy thôi, cô Hải Thê 2 máy. Cô Chính Lý 3, 4 máy. Dạ. Vẫn 3 máy. Dạ. Vẫn 3 máy của mình luôn. Và chào cô Sarah Baker. Chị Linh Huỳnh 2 máy. Dạ, chào cô Vương Hạ. Chào. Cô có 4 cái máy cày view cho cháu. Dạ. À, cô quê tôi 3 máy cày được 5 view. À, tức là cô quê tôi miền Tây có cái laptop hay là máy tính gì đó thì nó chạy được hai cái trình duyệt. Cô Yến Đỗ 3 máy, cô Liên Hồ 2 điện thoại 1 iPad vẫn nhiều ạ. À, cô Chính Lý 1 cái để xem chú quậy. Dạ, 1 cái nghỉ xả hơi một tí ạ. Chào cô Nguyễn Hoài, cô chị Hồng Thanh 3 máy đều đều. Dạ. Show Nhâm Nhi guitar còn vé, mọi người ủng hộ nha. Dạ, sao Nhâm Nhi guitar vẫn còn mấy chục vé nữa các cô chú anh chị. Ủng hộ mạnh lên ạ, cho sold out đi ạ. À, cho nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường à, từng nói là nghe nói Út Cường là toàn cháy vé không đó. À, mong các cô chú anh chị mà mua thật là sớm, đừng có đợi tới gần hãng mua. Mua sớm để cho nó cháy vé đi, để giống như là nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cũng thấy được là Út Cường cháy vé như thế nào ạ. À, cô anh Kiến Trũng Trang là mình là lóc chuồng gà cày có một máy thôi chú quậy ơi. Chào cô Thiên Ân Nguyễn. Cô Phượng Ngọc 4 máy lúc các con đi học tới mình cày 2 máy còn một máy để xem tin tức. Và Huyền Lý Thị Huyền 5 máy loay hoay tìm kiếm cũng mệt chứ bộ. Dạ, 5 máy mà tạo được 5 cái tài khoản Gmail khác nhau là ngon lắm. Dạ. Chào cô Lương Phạm, ngày nào cũng 12 giờ đến 1 giờ mới ngủ. Dạ. Chào cô Bồng Bé. Lo cày view đến quên cày ruộng. Không biết cày ruộng là ruộng nào đây. Chào cô Hợp Phạm. Dạ, vâng thì chào cô Phương Giáp. Thì sao vậy, vào top một ngày mất tiêu sao vậy chú quậy, chắc không ai xem là phải. Dạ đúng rồi, vào top mà nếu như nó không có được người ta xem nhiều nhiều rồi nó cũng mất đề xuất, nó cũng tụt top thôi. Dạ vâng thì cảm ơn các cô chú anh chị nãy giờ. À, ai cũng biết chị Kiều Ban là thích vui thích đùa nhất rồi, nên rằng là không ai mà không thông cảm đâu chị Kiều Ban. Thường thường mọi người cứ gặp nhau rồi trò chuyện thì sẽ hiểu tính nết của nhau đúng không ạ?
Mọi người ơi, năn nỉ mà ủng hộ show Nhâm Nhi guitar đi cho nó sold out đi. Dạ, thực sự rằng là cũng lâu lâu rồi. Nó gần sold out hoặc là sold out lúc cuối không ạ? Lúc mà show diễn ra thì lúc đó mới nói hết vé này kia. Thì mong rằng là sẽ được một lần lâu lâu rồi được nhìn thấy cái từ sold out nó xuất hiện thật là sớm. Các cô, các chú anh chị đừng đợi chờ tới gần nữa mà mong rằng là sẽ mua liền luôn. Chào cô Lan Thu ạ, chào chị Kim Ba, chào cô Kim Ba ạ. 6 máy còn một máy đi lang thang kha kha. Nhà chú Khuội nhiều bạn vui tính quá. Chào cô ăn kem. Vâng thì thực sự rằng là Khuội cũng cảm ơn các cô chú anh chị cày view rất là nhiều máy như vậy. Thì ngày hôm nay cũng là cái nhân dịp mà cô ấy nhận được cái áo của cô Hồ Vân. Cái áo của cô Hồ Vân có tặng cho cô ấy một vài cái để cô ấy giống như là khi mà lên live, nếu mà có cô chú chị nào có cái gì đó đặc biệt hoặc là đố vui hay có gì đó thì dành tặng cho các cô chú chị. Cũng để lan tỏa yêu thương thôi. Thì hôm nay cô ấy nhận được cái áo cô Hồ Vân gửi rồi, rất là đẹp, vải rất là mát luôn á. Cái lần này quậy thấy cô Hồ Vân làm từ cái hình ảnh cho tới mẫu áo nó rất là đẹp, thì có một ít thôi thì quậy sẽ tặng từ từ. Thì hôm nay quậy hỏi vừa rồi là có cô Huyền, Lý Thị Huyền, thì cô nói rằng cô cày tới 5 máy, với một cái máy đi lang thang là 6 là nhiều nhất, thì quậy cũng bất ngờ thôi đúng không ạ? Thì chắc có lẽ hôm nay là cái áo đầu tiên Quậy xin dành tặng cho cô Huyền, Lý Thị Huyền ạ. Hôm nay tự nhiên cô cày nhiều máy quá. Thì hình như không biết có mấy size nữa. Thì Quậy thấy đây có cái size M hay gì. Thì không biết size như thế nào thì Quậy không biết. Nhưng mà cũng có một số ít thôi. Có mấy cái à. Thì Quậy sẽ lâu lâu Quậy lên live mà nếu có quà như vậy Quậy tặng. Thì Quậy xin phép được tặng cho cô, xin phép cả nhà. Quậy tặng cho cô Huyền, Lý Thị Huyền ạ. Dạ. Cày cày view quá trời máy. Cả nhà đồng ý không ạ? Dạ, tại vì cày view quá trời nhiều máy. Còn các cô còn lại, tại vì giống như do nhà mình chỉ có bằng đó máy thôi, nhưng mà cũng cày hết công suất, rồi cày còng lưng, rồi cày chổng mông, thế này thế kia, thì cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rồi có nhiều cô thì có một máy thôi nhưng mà cày chai cả pin này kia cũng rất tuyệt vời. Nhưng mà thôi Quậy xin phép Quậy tặng cho cô Huyền, Lý Thị Huyền cái có 5 máy cày với một máy đi lang thang. Dạ, Quậy xin phép cả nhà tặng cho cô Huyền, Lý Thị Huyền. Rồi có nhắn tin cho Quậy theo cái số số điện thoại Zalo. Rồi Quậy xin phép Quậy gửi tặng cho cô cái áo nha. Cô cái áo này, cái áo của cô Hồ Vân chứ quậy thì cũng không có, nhưng mà ôi cha, ok chứ quậy. Dạ. Đồng ý. Cao chú quậy và cả nhà. Dạ vâng. Chào cô Nguyễn Hạnh Kim Ngân ạ. Chú quậy đừng lo, bé Cường có Quý Nhơn giúp đỡ, bé Cường cũng hiền thật thà. Vâng. Thì các cô chú anh chị thấy rằng là các mẹ, các ngoại, các quý mạnh thường quân, các ân nhân hay là những người, dù Út Cường trước đó các cô chú anh chị thấy người ta liên tiếp gửi những cái lời giúp đỡ đó, nhưng mà Út Cường rất là tự trọng ngay từ những ngày đầu rời khỏi công ty cũ đó. Thì các cô chú anh chị thấy rất rất là nhiều những quý mạnh ân nhân này kia người ta muốn giúp đỡ. Rồi Út Cường cũng rất là tự trọng. Thì các cô chú nhị thấy tới lúc này Út Cường
Ngoài những quý ân nhân muốn giúp đỡ thì lúc nào cũng được các cô chú anh chị yêu thương ủng hộ về tinh thần rất là mạnh nữa. Nên thực sự rằng là đó không phải là chuyện của một cái gọi là tự nhiên được, mà nó phải có một cái điều gì đó nó rất là đặc biệt. Cô Lương Trần, cô không có thời gian đu sô nhưng mà cô cày view vậy. Cái máy tính tự nhiên nó hết pin hay gì nó tắt nguồn. Dạ, cô cảm ơn chú Quậy. Dạ, không, thực sự rằng là Quậy cũng như các cô chú chị và mọi người rất là cảm ơn cô Hiền Nguyễn Thị Hiền khi mà cày view nhiều quá. Chào cô Hữu Tuấn, chào cô. Chào cô Hoa Thị. Dạ. Cái áo này lần này các cô chú chị hoan hỷ thông cảm là lần này cô Hồ Vân á, cô không có đặt để tặng cho mọi người, mà hôm trước á, giống như là chỗ chị Hải Anh Đào đó, là có nhiều người nhờ chị Hải Anh Đào đăng ký rồi nhờ cô Hồ Vân đặt dùm cho thôi. Thì giống như cô Hồ Vân thì giống như cô cũng chia sẻ là cũng tặng rất là nhiều rồi, và cái sức lực của mình tới đâu thì cô tặng tới đó, thì chừng nào mà có thì cô mới tặng thêm. Còn đợt vừa rồi giống như là cô chỉ là biết cái chỗ đó làm, rồi giống như chị Hạnh Đào, người ta đăng ký dùm chỗ chị Hạnh Đào á, thì cô đặt dùm cho cái giá gốc luôn, không có lời lõm hay hoa hồng hoa huệ gì hết, tức là chỉ đặt dùm đúng cái giá mà mọi khi cô tặng đó, thì như 70 mấy ngàn thì phải. Rồi thì cô đưa cho những người mà đăng ký chị Hạnh Đào để đưa cho người ta thôi. Còn giống như cô cũng chia sẻ là cũng tùy lúc, thì căn cứ vào tình hình kinh phí túi tiền của mình gì đó, thì cô có thì cô tặng, còn lần này thì cô không có. Và giống như hôm bữa cô đặt thì có dư vài cái thì cô gửi tặng cho Quậy để Quậy chia sẻ trong những buổi live stream, rồi trò chuyện vui, rồi tặng vui cho mọi người thôi, chứ cũng không có để tặng giống như mọi khi Quậy chỉ có vài cái à. Nên các cô chú anh chị hoan hỷ nha, để tặng để lan tỏa yêu thương thôi. Nhưng mà giống như cô dành tặng cho Quậy để mà giống như góp vui trong cái buổi live stream vậy thôi đó. Chứ cũng không có đáng cái gì để gọi là phải đợi tới được tặng thế này thế kia, Quậy cũng không dám đâu. Nhưng mà giống như là một cái niềm vui nho nhỏ vậy thôi đó. Thì mong các cô chú anh chị hoan hỷ, và nếu như chưa có áo thì đợi chừng nào mà có các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân hay là cô Hồ Vân, nhưng cô ấy tiếp tục tặng áo hay gì đó, lúc đó thì Quậy lại thông báo. Thì nếu có thì Quậy tặng lúc đó cho, chứ Quậy thì cũng không có giữ để làm gì, vì để lan tỏa yêu thương cho Út Cường thôi. Quậy mong các cô chú anh chị hoan hỷ. Chào cô Hồng Xuân ạ. Nhà chú Quậy toàn các mẹ tâm thiện, không có đi khịa kha kha. Dạ chắc không ạ. Dạ chắc nhà của Quậy toàn các mẹ tâm thiện, không có đi khịa ông. Nếu mà được như vậy thì chắc có lẽ là rất là vui đúng không ạ? Nhưng mà thực sự rằng có những cái mình khịa hay không khịa thì nó cũng bình thường. Mình khịa nhưng mà mình khịa đúng á, thì nó là bình thường đúng không ạ? Dạ. Ví dụ người ta sai, mình nói để người ta hiểu. Mình nói để người ta hiểu thì cái đó là tốt thôi, không có gọi là khịa để xấu xa gì đúng không ạ? Khịa nhưng mà mình nói ở mức độ để người ta hiểu cái sai. Còn khịa mà để chửi nhau thì nó khác ạ. Dạ. Thì Quậy thấy các mẹ các ngoại trong gia đình săn đọt chuối, chứ không phải là trong trong nhà Quậy không. Mà Quậy thấy là hầu như là những người yêu mến Út Cường đều là những người mà có cái trái tim yêu thương hết. Vì khi thấy Út Cường bị người ta vu khống, người ta chủ dập thế này thế kia, nên mọi người xót xa, mọi người thương, mọi người ủng hộ. Thì chính như vậy là đã đủ để cảm nhận được rằng là
Những người yêu thương Út Cường là có trái tim yêu thương đúng không ạ? Không có bỏ qua một cái hoàn cảnh giống như bị người ta chà đạp vùi dập, người ta muốn tìm cách hãm hại đó. Đó, đó bấy nhiêu thôi đã có cái trái tim yêu thương rồi. Còn cái việc mà tâm thiện nhà chú Quậy hay gì thì không không phải đâu, mà Quậy nghĩ trong đại gia đình săn đọt chuối nhà mình, những ai yêu mến Út Cường đều đều là có cái trái tim rất là yêu thương người. Rồi giống như các cô chú chị nhìn thấy những cái sự kiện mà nếu như liên quan tới thiện nguyện này kia đó, gia đình săn đọt chuối nhà mình là quá tuyệt vời luôn. Chào cô Dũng Trần ạ. Chào cô Anlino Việt. Dạ, chúc Quậy đi hàng nước cốt nhà cho chị Thảo chưa? Dạ, đi rồi ạ. Dạ, chị Thảo thì Quậy nhận ra rồi. Chị Thảo thì Quậy gửi rồi, dạ. Cảm ơn chị Thảo rất là nhiều khi mà sử dụng nước cốt nhà nó tốt xong rồi đi giới thiệu cho người ta mua dùm cho Quậy. Rồi mới giới thiệu được có vài ngày lại có người lại hỏi mua tiếp, giống như nó nếu nó có tác dụng là tự động người ta giới thiệu, thì cảm ơn chị Thảo rất là nhiều. Rồi ngày hôm nay Quận mời các cô chú anh chị vào xem tình hình vé của show Út Cường cũng như là tò mò thêm một chút liên quan tới cái show của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy ạ. Dạ. 50 năm của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thì ngày hôm qua một cái tiết lộ đầu tiên, bật mí đầu tiên của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy liên quan tới sự xuất hiện của các nghệ sĩ trong chương trình. Nào đang nói tự nhiên nhớ tới quà cáp, các cô chú anh chị có quà cáp gì khoe lên cho vui đi nha các cô chú anh chị, để Quậy cập nhật, Quậy chia sẻ cho vui ạ. Quậy cũng bắt đầu đang tiếp nhận được quà của chị Thúy Hà, rồi chị Hương Trương, rồi cô Hà Nội đang nói rằng là sẽ gửi quà đó, thì như nào Quậy mà chuẩn bị xong rồi tiếp nhận ok thì Quậy sẽ cập nhật. Còn các cô chú chị mà có quà, các cô chú chị cứ chia sẻ lên với mọi người cho vui trước. Dạ đây thì ngày hôm qua nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy có cập nhật một cái hình ảnh như thế này, giống như một cái poster đúng không ạ? Lại là Út Cường, lại là anh Sơn Hạ. Live show Người Thầy mùng 8 tháng 6 tại Đà Lạt. Ngoài Hồ Văn Cường và những ca sĩ ngôi sao thân thiết với nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, mình sẽ từ từ bật mí là ngôi sao nào nè. Hi hi. Sẽ hát những bài hát ý nghĩa trong live show Nguyễn Nhất Huy 50 năm vẫn nợ cuộc đời. Thì một người quen của gia đình săn đọt chuối sẽ xuất hiện cùng cháu Cường. Đợt này nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy là lúc nào cũng cháu Cường là trong ngoặc kép hết. Thì ở đây đúng ra là phải gọi là ca sĩ Hồ Văn Cường hay gì gì đúng không ạ? Nhưng mà chính vì gọi là cháu Cường nên để trong ngoặc kép. Để cùng hát, để kể những câu chuyện về miền Tây và những kỷ niệm khi làm nhạc với cậu út Hồ Văn Cường. Cùng chung vui với gia đình săn đọt chuối tại Đà Lạt ngày mùng 8 tháng 6. Cả nhà đã nhận ra anh ấy chưa nè? Vâng, đó chính là người quen của gia đình săn đọt chuối. Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy dùng cái danh từ đó để gọi nhạc sĩ, ca sĩ anh Sơn Hạ. Thì các cô chú anh chị với một cái câu gọi mà người quen của gia đình săn đọt chuối thì chắc chắn nhạc sĩ cũng là người mà theo dõi gia đình săn đọt chuối rất là sát sao đúng không ạ? Và biết được rằng anh Sơn Hạ là người quen, rất là quen của gia đình săn đọt chuối nhà mình.
Thì còn không biết là có những ca sĩ nào nữa thì nhạc sĩ nói rằng từ từ bật mí, từ từ mình sẽ bật mí. Và ở dưới quậy thấy có những cái bình luận hỏi trực tiếp nhạc sĩ luôn. Nhạc sĩ cho em hỏi show này có khoảng mấy ca sĩ? Mà show này có khoảng mấy ca sĩ? Thì nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy có trả lời là từ từ bật mí cho nó hồi hộp, hi hi. Từ từ bật mí cho nó hồi hộp. Rồi có cô hỏi rằng là Hồ Văn Cường hát nhiều bài thì cả nhà nghe mới đã nhạc sĩ ơi. Thì nhạc sĩ trả lời Hồ Văn Cường hát nhiều lắm luôn. Hát chính vì chủ đề live show là người thầy mà. Vâng. Với cái câu trả lời này thì nó giống như là một cái bật mí cho cả nhà mình biết được rằng đây giống như là một cái, dù gọi là cái live show của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy đúng không ạ? Nhưng mà cái chủ đề chính và cái người hát chính lại là Út Cường. Cái chủ đề mang tên người thầy và nhạc sĩ cũng chia sẻ là Hồ Văn Cường hát nhiều lắm luôn, hát chính vì chủ đề live show là người thầy. Giống như nhạc sĩ muốn nói rằng đây giống như là một cái show Út Cường là chính, còn những ca sĩ khách mời khác dù cũng đều là khách mời của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy đúng không ạ? Nhưng giống như Út Cường sẽ là nhân vật chính, ca sĩ chính trong chủ đề này của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Thì không biết là có bao nhiêu nghệ sĩ sẽ xuất hiện trong chương trình. Thì các cô chú chị thấy Hồ Văn Cường hát nhiều lắm luôn, hát chính. Thì các cô chú chị thấy nếu như mà xuất hiện nhiều nghệ sĩ thì chắc chắn Út Cường không thể hát chính nhiều, không thể hát nhiều bài được, không thể hát nhiều lắm luôn được, đúng không ạ? Nên ở đây vì cái thời lượng của chương trình nó sẽ có hạn. Nếu mà Út Cường hát chục bài hoặc mười mấy bài thì giống như một cái live show riêng của Út Cường này, nó chiếm hết thời gian luôn rồi. Đó. Thì không thể xuất hiện nhiều nghệ sĩ khác được. Nên suy ra cái câu mà hỏi là có khoảng mấy ca sĩ thì chắc có lẽ quậy nghĩ là sẽ không có nhiều nghệ sĩ đâu thưa các cô, ca sĩ đâu thưa các cô chú anh chị. Các cô chú anh chị có dự đoán như vậy không ạ? Các cô chú anh chị dự đoán là có khoảng bao nhiêu ca sĩ xuất hiện trong chương trình của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, với những cái chia sẻ mà vô tình nó cũng suy ra nhiều nhiều điều đúng không ạ? Các cô chú anh chị dự đoán là bao nhiêu ạ? Dạ, nay chú Quậy còn bán nước cốt nhào nữa không? Dạ, vẫn đang bán nước cốt nhào ạ, cô Tuấn Anh. Quậy vẫn đang bán nước nhào. Chào cô Lợi Nguyễn Thị ạ, chào cô. View mấy hôm nay chậm quá. Chào cô Ngọc Vi ạ. Chào cô Tú Anh Lưu. Chào cô Văn Cường người hâm mộ ạ. Các cô chú chị dự đoán là có khoảng bao nhiêu nghệ sĩ? Hiện tại là có Út Cường rồi, là có ca nhạc sĩ Sơn Hạ rồi, rồi có thêm nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy nữa. Trong cái show của mình chắc chắn nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy chắc thế nào cũng hát tặng mọi người đúng không ạ? Là cội thấy đâu đã là ba ba người rồi mà nhạc sĩ nói rằng Út Cường hát nhiều nhiều lắm luôn, hát chính. Chú Quậy nhớ xin cho gái tôi cái áo thun nhé chú Quậy. Dạ chị Lan Mã nhớ nhắc Quậy nha, khi nào mà cô Hồ Vân có cái là nhớ nhắc Quậy để Quậy xin giùm cho.
Hu hu, chị ba đi rồi em bốn trở về. Trời ơi cả nhà ơi cố lên. Cô Điện Tiên. Chào cô Dung Trần. Chào cô Kiều Cúc ạ. Tụt top 4 rồi ạ. À, bị tụt top 4 rồi. Chào cô Nga Lê Thị Hồng. Kẻ nào mà hại cường trời sẽ trừng phạt. Xuống top 4 rồi nhưng cả nhà đừng buồn. Vẫn cố gắng giữ top nhất có thể. Dạ. Ô hay người suốt ngày mang thằng bé lên chửi thì ai thương thằng bé cũng phải phản biện lại nha. Chứ đừng nghĩ người ta phản biện là không có tâm thiện nha, đừng đánh cháo khái niệm chớ. Dạ. Dạ đúng rồi, bởi vậy cô ấy mới nói rằng là khi mà tất cả những người mà yêu thương Út Cường là đã có cái trái tim yêu thương rồi. Tại vì mình biết thương người, biết thương một cái hoàn cảnh nào đó, khi gặp một cái điều gì đó mà mình biết thương, biết cảm nhận xót thương này kia là chắc chắn là người có cái trái tim yêu thương rồi. Dạ. Còn cái việc mà phản biện hay là khịa nhau hay chửi nhau gì cái đó nó là chuyện bình thường. Quan trọng là cái trái tim yêu thương của mình. Dạ, phải có cái trái tim yêu thương là người có trái tim yêu thương rồi. Cả nhà ơi đừng nản lòng. Chào cô Ngọc Ân Phụng. Cô Nguyễn Hoài cũng đừng suy luận ra, nhiều khi lại nó lại ra vấn đề khác. Ở đây không 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 có gọi là người nào mà đi phản biện là không có tâm thiện, không phải như vậy. Nhiều khi lại suy luận ra vậy là để những người đi phản biện này kia lại bị tổn thương cũng không phải. Dạ. Mình nãy giờ không có ai nói như vậy nên cô Nguyễn Hoài cũng đừng nhắc ra như vậy, nhiều khi nguy hiểm. Mình tranh thủ một chút không chào mọi người được nhé, thông cảm nhé. Và chào cô Lê Mai, mới còn chị ba. Chào cô Hiền Vũ, chào cô Quyên Nguyễn Thu, chào cô Hằng Hằng ạ. Các cô chú anh chị rớt xuống top 4 thì hơi buồn nhưng mà mình cũng cái đó nó là cái trong cái bảng xếp hạng nó lúc nào cũng như vậy. Khi mà mình tăng top tới một lúc nào đó mà cái lượt view, lượt xem, lượt chia sẻ like này kia nó bắt đầu nó chững lại rồi đó thì nó sẽ dễ bị tụt top hơn so với những cái video mới của họ. Chào cô Hải Dòng ạ. Giờ cả nhà chị, bà mẹ, anh chị ai cũng cho uống nước cốt nhào hết. Wow. Trời ơi. Tụt top là đương nhiên rồi, cả nhà mình cứ cố gắng cày để nhanh được triệu view. Với giữ trong top nữa. Giữ giữ top là cũng một cái rất là quan trọng. Chào cô Hậu Nguyễn. Chào. Vui có ca nhạc sĩ Sơn Hạ. Thì không biết là còn ca sĩ nào sẽ xuất hiện trong chương trình này. Các cô chú chị cứ dự đoán nha. Quậy nghĩ khi mà nhạc sĩ chia sẻ vậy thì sẽ không có nhiều ca sĩ xuất hiện. Chào cô Ngọc Oanh Phục. Vì Út Cường hát nhiều bài thì thời gian, thời lượng của chương trình nó thường thường là cũng 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi gì hơn đúng không ạ? Chào cô Thị Lan Nguyễn ạ. Chào cô Hạnh Hồng. Giờ cố lên đặt triệu view. Để quậy vào coi mới đây mà nó lại tụt tụt xuống top 4 rồi à. Dạ. Nó tụt xuống top 4 rồi.
Và cái bài của Hà Nhi nó leo lên top 3. Rồi chuẩn bị cái bài Có Sao Cũng Đành này. Ở cái bài này thì nó 10 ngày trước rồi. Cái bài này của anh nghĩ nó không mặn bằng cái bài dưới này, này. Cái bài dưới Hồ Quang Hiếu. Nó đang 6 ngày trước 1 triệu lượt xem rồi. Nó đang leo top nhanh. Thì đừng lạn lòng mà cứ tiếp tục đẩy nhanh triệu view ạ. Rồi quậy cập nhật tình hình vé ngày hôm nay. Ở đây là của show của Mây Sài Gòn ạ. Cô đoán 5 ca sĩ. Yeah. Cô đoán khoảng 5 ca sĩ. Và không biết là giống như lúc trước thì nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy nói rằng là những người mà Lam Trường, Đan Trường, Cẩm Ly này kia, những cái bài VIP VIP của nhạc sĩ thì không biết có xuất hiện hay không. Nhưng mà chắc Quậy nghĩ chắc là không. Theo Quậy dự đoán, vì khi mà chia sẻ Út Cường hát nhiều bài như vậy thì sẽ không có nhiều thời lượng cho chương trình mời nhiều ca sĩ được. Chào cô Liên Nguyễn ạ. Chào cô Xuyến Kim, chào cô Tân Phạm. Chào cô Hằng Hằng, chào cô Hồ Lệ Thủy ạ. Chào cô Huệ Vũ. Chào cô Quý Nguyễn Thị. Chú Quậy nói nhỏ quá nghe không rõ. Trời ơi, Quậy nói to lắm rồi đó. Các cô chú chị nghe rõ không ạ? Nếu như coi chừng cái điện thoại của cô nó có như vậy, mình thoát ra ngoài rồi mình vào lại mình nghe lại ạ. Các cô chú chị mà nghe không ít tiếng hoặc là nghe nhỏ, thoát ra ngoài rồi vào nghe lại thì nó có. Chú Quậy xem vé Cường đi. Dạ rõ. Dạ, đó là do điện thoại đó. Vậy là do điện thoại của cô đó nên cô thoát ra ngoài và vào lại. Có nhiều khi nó không có tiếng luôn. Đó là do cái điện thoại của mình nó không cập nhật được. Mình thoát ra vào lại. Dạ, cảm ơn các cô. Rồi đây là cái tình hình vé của show Cường ở Mây Lang Thang. Đây là vé của show Mây Lang Thang 30 tháng 5. Từ đây tới 30 tháng 5 còn xa. Nhưng mà thấy tình hình vé cũng đang bắt đầu giật giật nhanh nhanh rồi các cô chú anh chị. Nếu như mình muốn chọn cái chỗ đẹp, các cô chú anh chị mua sớm thì mới chọn được cái vị trí đẹp. Chú Quậy nói quá to rõ mà. Dạ, chào cô Anna. Vậy là do cái điện thoại của cô nó có nó nghe không được thôi. Đây là tình hình vé của show 30 tháng 5. Vâng, show 30 tháng 5. Dạ. Còn cái ngày hôm nay so với ngày hôm qua thì Quậy thấy cũng vơi được rất là nhiều vé VIP ở trên này. Cũng vơi được khá nhiều vé VIP này. Rồi với vé màu tím này cũng vơi được khá nhiều này. Đó, thì đó là tình hình của 30 tháng 5. Các cô chú chị đừng có lộn vào 30 tháng 4 nha. Có nhiều người nghe đâu 30 cái tưởng 30 tháng 4. Nhưng mà không, đây là 30 tháng 5. Thì đây là của Mây. Các cô chú chị cứ vào đặt vé và mua thật nhanh thật sớm để chọn những cái vị trí đẹp ưng ý của mình. Còn không là tới lúc đó toàn là ngồi ở bên mép không. Người ta cứ mua ở giữa trước.
Rồi nhân tiện đây thì mình tò mò cái tình hình vé của tình hình mình tò mò cái tình hình vé của ở ngoài show mà ngày 10 ngày mùng 8 tháng 6 Lululola của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy coi cái vé nó có mắc không nha các cô chú anh chị. Thì dù chưa có cập nhật bán vé nhưng mà quậy cũng tò mò, quậy đi vào các show diễn của chương trình họ tổ chức tại Lululola đó, thì quậy vào show của Bằng Kiều luôn. Bằng Kiều cũng là một trong những ca sĩ mà bán vé có cái show diễn vé cũng giá nó khá cao đó, thì quậy vào show của Bằng Kiều để coi coi vé bán giá như thế nào á. Thì ở đây cũng cái cách mua vé nó cũng giống giống như của Mây Lang Thang một chút, nó gần giống như vậy. Thì giá vé là đã bao gồm cả đồ uống luôn, giá vé bao gồm cả đồ uống luôn, là hoàng hôn là VIP nhất là 1,5 triệu, chiều tà 1,2 triệu, chạng vạng là 900, chập choạng là 650, rồi nhá nhem là 500. Thì nó cũng giống giống như những cái sân khấu của những show diễn khác thôi. Cái giá vé gọi thấy cũng bình dân giống như các show diễn của các phòng trà hoặc những cái sân khấu khác mà Út Cường đã từng biểu diễn đúng không ạ? Đó, thì cũng 1,5 triệu, thấp nhất là 500, cao nhất là 1,5 triệu. Đó là cả ca sĩ Bằng Kiều. Thì đó là cái tò mò ngày hôm nay. Chờ bên phía Lululemon cập nhật chính thức cái tình hình vé Út Cường thì lúc đó mình sẵn mua. Rồi bây giờ thì còn cái tình hình vé của tình hình vé của show nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường á, thì hôm nay quậy không có hỏi, hôm nay quậy không có hỏi cái tình hình vé ngày hôm nay, vì hôm nay cũng chưa thấy cô nào nhờ quậy mua hết, nên cái này là quậy cập nhật ngày hôm qua này. Ngày hôm qua thì còn 90 mấy vé đó, thì ngày hôm qua thì sau khi xuống live thì quậy mua nốt luôn cái vé mà nó còn sót lại cái số 15 này nè, giá 800 này. Hôm qua quậy mua cho anh một anh ISO đó, thì cái số 15 này là quậy cũng mua luôn rồi. Thì hôm qua còn mỗi cái vé 800 này thì quậy cũng mua luôn rồi, thì chỉ còn lại hai cái loại 1,2 triệu và 1 triệu này. Các cô chú anh chị vẫn còn vé, ngày hôm nay thì quậy chưa có hỏi là còn bao nhiêu vé nhưng mà vẫn còn vé nha các cô chú anh chị. Nên các cô chú anh chị chia sẻ cái thông tin về sân khấu cũng như là show diễn của Út Cường tại ngày 24 tháng 4 sắp tới rồi. Hôm nay là 10 năm rồi đúng không? Hôm nay 10 năm rồi. Còn có 9 ngày nữa. Cũng còn có hơn một tuần nữa thôi là tới rồi. Thì các cô chú anh chị cố gắng mua cho nó sold out cái show này, để cho lâu lâu mình sẽ nhìn thấy một cái từ cháy vé nó xuất hiện. À, không biết sáng nay có cô chú chị nào có mua vé rồi có đếm lại còn bao nhiêu vé không ạ? Còn thì hôm qua thì còn 90 mấy nhưng mà chắc hôm nay sẽ giật bớt, nhưng mà sáng nay tại vì quậy cũng không có mua cho ai nên quậy cũng không có hỏi cái chỗ chị bán vé, nên quậy cũng cập nhật lại ngày hôm qua thôi. Chào cô Nhung Bùi ạ. Áo xanh chuối đẹp quá chú quậy ơi. Và đợt này cái áo của Hồ Vân làm đẹp quá. Chào cô Bảo Luân Nhật ạ. Chào chị Tố Như Tăng. Cô Hằng Hằng, sao show của chú Cường bán chậm quá nhỉ? Dạ không phải show của chú Cường mà những cái show gần đây á, những show gần đây thì gọi thấy các cô chú anh chị lại mua vé rất là sát, mua vé rất là sát cái ngày giờ biểu diễn á.
Giống như là các cô rất là mua sát những cái giờ gần ngày biểu diễn, là vì những cái sân khấu, những cái sân khấu mà các cô chú chị đã đi tham dự rồi đó, giống như là các cô biết được rằng là trong đó ngồi chỗ này chỗ kia thì nó như thế nào. Cái này là quậy đoán tâm lý, giống như mấy cô biết được ngồi chỗ này cũng xem được, ngồi chỗ kia cũng xem được, ngồi chỗ nọ cũng nghe được, cũng thấy được. Giả sử như vậy thì giống như các cô thấy tình hình vé còn thì cũng giống như là chưa chưa vội hay gì đó, nhưng mà giống như những lần đầu tiên chưa biết cái sân khấu đó như thế nào, rất là vội vàng, giống như là phải mua sớm để được cái vị trí mà mình ưng ý nhất, đẹp nhất, không thì sợ cũng không kịp để người ta mua mất cái vị trí đó rồi. Còn bây giờ giống như các cô đi những cái show diễn thì trong cái sân khấu đó, cái âm thanh nó rất là hay, rồi vị trí ngồi rất là thoải mái hay gì gì đó. Cái này quậy đoán như vậy, đoán tâm lý như vậy. Còn giống như cái sân khấu mà giống như ở phòng trà Bến Thành đúng không ạ? Là nếu như mua chậm là ngồi ở bên mép mép này kia là không nhìn thấy Út Cường luôn á. Ngồi chỉ nhìn thấy cái người đánh đàn với người đánh trống thôi á. Là quậy thấy những cái show như vậy thì mua vé rất là nhanh, rất là sớm, vì nếu mua chậm là phải ngồi ra hai cái cánh hai bên là không có nhìn thấy Út Cường luôn đó. Cái này quậy giống như quậy đoán tâm lý của mọi người, nhưng mà các cô chú chị để ý là những cái show dù như vậy nhưng mà gần tới show diễn là cái lượng vé bán ra rất là nhanh, gần tới ngày diễn thì cái lượng vé bán ra rất là nhanh đó. Thì cũng còn có mấy chục vé như vậy thì cũng không có gì gọi là quá lo lắng, nhưng mà mình phải ủng hộ nhiệt tình hơn, để giống như khi mà nhìn thấy sold out hoặc cháy vé thì chắc chắn khi Út Cường tập luyện chuẩn bị cho show diễn, cái tinh thần nó lên rất là cao, rất là cảm xúc, rồi tất cả những người tổ chức hay là những cái gì đó liên quan tới show diễn đều rất là vui và rất là thích, đúng không ạ? Nên nếu như mà các cô chú chị cũng đã yêu thương rồi và trong đầu cũng có dự định là mua vé đi đu show đó, thì cũng rất mong các cô chú anh chị ngoài cày view ủng hộ tinh thần Út Cường thì còn ủng hộ thêm cái tinh thần bằng cái việc mua vé sớm nữa. Nó cũng là một cái cách để ủng hộ tinh thần cho Út Cường, đúng không ạ? Khi mà mua vé sớm thì tinh thần của người tổ chức, tinh thần của người ca sĩ nó lên cao hơn, chắc chắn là như vậy. Ngay giống như là quậy đơn giản thôi, ngay giả sử như giống như mà quậy bắt đầu quậy live stream đó, quậy đăng cái ảnh lên và nó sẽ là sắp diễn ra, đúng không ạ? Và khi đó quậy chuẩn bị live đó, và quậy thấy ồ có tới mấy chục cô chú anh chị đang ngồi chờ mình live đó, trời ơi, là cái tinh thần của mình nó cực kỳ là vui trong cái buổi live stream đó, và nó rất là thích luôn. Tại vì các cô đang chờ mình like này, mọi người đang chờ mình like, mà đông đông người như vậy rất là vui, rất là thích. Và cái ngày đó live stream mà nó sướng trong người, đúng không ạ? Đó, thì cũng đơn giản như vậy thôi. Dù là chưa biết nó như thế nào, nhưng mà biết được là đang có nhiều cô chú chị đang chờ đó, rồi mở lên mà chuẩn bị like mà có 1, 2, 3 người rồi từ từ mới vào này kia đó, thì cái cảm xúc nó sẽ khác. Nên quậy rất là hiểu cái này, nên và rất mong các cô chú chị cũng mua vé nhưng mà cố gắng mua sớm để tạo thêm cái tinh thần nữa. Các cô chú chị có đồng ý với cái việc tinh thần đó không ạ? Thực sự là cái tinh thần nó lên rất là cao, nó sẽ khác rất là nhiều mà đợi tới ngày show diễn ra rồi mới mua vé. Hai ngày rồi lăn mã vắng mặt cô giáo. Dạ. Hai ngày hôm nay không thấy cô giáo Hằng Lê. 2-3 ngày hôm nay không thấy cô giáo Hằng Lê. Chào cô Linh Lê ạ. Chào cô Nhung Bùi ạ. Cô Linh Lê. Mới lần đầu đi show, ngồi đối diện con trai,
Sướng thật. Cô Nê Mai hỏi rằng là chú Quệ xem top 1, 2, 3 của ca sĩ nào cày view giỏi quá vậy? Dạ không phải đâu ạ. Người ta giống như là về hát nhạc trẻ từ xưa đến giờ rồi, cái lượng fan trẻ nó đông rồi ạ. Chứ không phải là người ta cày view giỏi hay gì đâu ạ. Quệ nghĩ họ không có được như Út Cường đâu. Không có ai cày view cho họ được nhiều đâu. Có nhưng mà người ta không có bỏ thức đêm thức hôm như vậy giống như Út Cường, mà giống như vì họ là dòng nhạc trẻ từ xưa đến giờ rồi, họ có cái lượng fan trẻ rất là đông. Còn đây mới là lần đầu tiên Út Cường giống như mới lấn sân qua một chút nên vị trí thứ ba và cũng nhiều view như vậy là bước đầu cũng rất là ok, khi mà bước đầu cũng tương đối. Ca sĩ Hồ Văn Cường là ca sĩ trẻ được lên top như đi chợ, mình rất vui, top mấy cũng vui. Em Cường nhỏ mà có võ. À, nhắc tới nhỏ mà có võ. Tự nhiên cô nhắc tới nhỏ mà có võ thì cô ấy thấy ngày hôm qua bác Ba Ngọc Sơn. Bác Ba Ngọc Sơn, các cô chú anh chị có ai dự đoán là bác Ba Ngọc Sơn là có võ không ạ? Vậy mà ngày hôm qua trong một chương trình bàn luận về võ thuật đó, là mọi người mới tiết lộ ra bác Ba Ngọc Sơn có võ rồi các cô chú anh chị. Tự nhiên đang nói tới nhỏ mà có võ lại quậy vào trang của bác Ba Ngọc Sơn. Bác tham dự trong một cái chương trình bàn luận về võ thuật này. Vào lúc này trực tiếp trên K cộng, Ngọc Sơn là khách mời tham gia bình luận sự kiện lớn nhất được cả thế giới võ thuật chờ đợi. Võ đài Bát Giác UFC 300. Võ sư Ngọc Sơn đã có những màn thị phạm, các thế đánh lock out cùng với huy chương bạc thế giới tán thủ. Huấn luyện viên MIA Nguyễn Viết Trung. Chương trình có sự tham gia của MC Hoàng Sơn và bình luận viên Viết Cường, truyền hình K cộng và ông Mai Thanh Ba, tổng thư ký liên đoàn MMA Việt Nam. Thì đây là một trong cái chương trình các cô chú chị nghe. Quyền đạo lúc nào chủ Đức Trung trong lịch sử thế giới UFC 300 ngày hôm nay bao gồm tổng cộng là 12 nhà vô địch, trong đó có 3 nhà vô địch đương kiện và 9 nhà cựu vô địch, tạo ra một thể thi đấu dày đặc những ngôi sao. Và vì vậy mà chúng tôi cũng sẽ mời đến đây những ngôi sao thực sự. Đầu tiên thì xin giới thiệu danh ca võ sư Ngọc Sơn ngày nay có mặt tại đây. Anh Đức Trung, huấn luyện viên MMA và cùng với đó cũng là người chạy xe sau một trận bão ngôi sao thế giới và là người chọn để tặng. Võ sư danh ca Ngọc Sơn. Đai đen Taekwondo các cô chú anh chị. Wow. Các cô chú anh chị thấy bác Ba của Út Cường lợi hại không ạ? Nói chung là khiêu vũ rồi nhạc công nhạc cụ gì cũng biết rồi, võ cũng biết nữa.
cùng người xuống á, thì cái lường có này không phải đi bật lên một phát rất là mạnh. Nhưng thần tượng nữa là Khabib, thần tượng nữa là Vladimir, có anh em nhà Kisto thì thường là xài tay dài cao 2m9 lại 98, thành ra là đánh vào nhưng không đánh bằng cái đó, hay là những cú chát và sau đó cùng mình cũng đánh vào cũng nó cao đối phương vậy. Và vừa rồi tôi mới xem cũng là thần tượng mình Trang Huy, vì Trang Huy để chơi với lại đó thì đánh nó cao đối phương. Dạ. Bác ba còn giỏi đánh bóng bàn nữa. Nói chung bác ba rất thông minh và rất có tài. Nói chung là hôm nay bất ngờ nhất là ngày hôm nay khi mà các cô chú anh chị, chắc có lẽ là ngày hôm nay cả nhà mình mới biết luôn đúng không ạ? Bác ba là đai đen taekwondo. Wow. Không phải tự nhiên mà người ta cấp đai cho lên đai đen đâu các cô chú anh chị, không đơn giản mà tự nhiên được cấp đai đâu. Không phải cứ học học bình thường mà học mà múa múa bình thường mà lên được đai. Cái này quá bất ngờ luôn. Dạ quệ chào cô Nam Trần ạ. Chào cô Teng Zeng. Dạ quệ chào cô Thêm Bùi. Chào cô Hồ Vân ạ. Dạ. Lần này áo cô Hồ Vân đặt cho mọi người, dùm cho mọi người đẹp quá. Cảm ơn cô Hồ Vân tặng quậy một vài cái để quậy tặng cho mọi người. Cảm ơn cô Hồ Vân nhiều. Chào cô Hiệp Nguyễn ạ. Bác ba đúng là đa tài luôn. Bác ba có võ nha. Wow. Không đơn giản tí nào đúng không ạ? Wow. Cứ nhìn nhìn vậy thôi, hiền hiền vậy thôi nhưng mà trong người có cả võ nữa. Sợ thật. Dạ. Có khi nào bác ba đi đóng phim không nhỉ? Bác ba Ngọc Sơn không riêng gì có võ mà còn biết nhiều thứ tiếng nữa con ơi. Wow. Dạ đúng rồi. Sao mà tài giỏi thế? Đúng là bác ba cũng hay nói nhiều thứ tiếng nữa. Chào cô Sơn Dương Phạm ạ. Cả nhà ơi, em mới đi dạo nhà cô Hằng Lê về mấy hôm nay, cô giáo bận làm đám giỗ mẹ. Wow. Đai đen, đai trắng, bên nào giỏi hơn chú quậy? Bác ba Tây Kinh Đô là ngon rồi đó. Để quậy trả lời cho câu hỏi của cô Hiền Vũ, đai đen, đai trắng, đai nào giỏi hơn? Thì bây giờ tất cả những cái câu hỏi của con người hỏi ra thì đều được Google trả lời. Các cô chú anh chị cũng giống như vậy nha, cứ vào Google gõ cái nào nó cũng có câu trả lời hết ạ. Để quậy bấm Google đai đen và đai trắng. Ai giỏi hơn? Đai đen và đai trắng ai giỏi hơn ạ? Mình không biết có cô nào có võ không ạ? Chắc phải cho ông quậy đi học võ với cả nhà. Dạ quậy nghĩ cũng không cần phải học võ đâu. Dạ người ta đánh thì mình chạy thôi. Người ta đánh thì mình chạy thôi. Bây giờ thì quậy thấy học võ thì chỉ đánh được những người mà người ta còn anh hùng một chọi một thôi, chứ còn bây giờ tiểu nhân thì nhiều, người ta đánh tập thể không mà không đánh một chọi một nữa.
Mà mình cũng không có gây sự với ai để làm gì nên thôi khỏi học võ, để thời gian học với khác. Còn nếu mà học để rèn luyện thể sức khỏe thì là ok thôi, chứ còn học để mà đánh nhau hay gì thì chắc có lẽ không nghĩ tới. Ai được thì chạy thôi. Đai đen và đai trắng ai giỏi hơn, tại sao nó không có? Ai giỏi võ hơn nữa. Sao bấm nó toàn ra là bài hát không à? Đai đen và đai trắng taekwondo đi. Taekwondo mà quậy bây giờ còn không biết viết như thế nào cho nó đúng nữa. Học tốt cho sức khỏe vừa phòng thân nữa chứ chứ quậy. Dạ học tốt cho sức khỏe thì là đúng rồi dạ. Nhưng mà nó cũng mất rất là nhiều thời gian. Quậy muốn nói rằng là nếu đã học là nó rất là mất rất là nhiều thời gian. Và mình phải chuyên tâm vào đó đó. Nếu như mà mình đã quyết định học cái đó là phải xác định là thời gian. Chứ mà còn học mà không có ra gì hết, xong rồi mình tưởng mình có võ trong người, lại cứ tưởng mình có võ trong người ra ngơ ngơ nó đập cho càng chết nữa. Cho nên đã khi đã học võ là phải xác định là học cho tới nơi chứ tới chốn, và học phải cho nó ra học là nó mất thời gian đó. Chứ còn mình cứ ương ương dở dở mình lại tưởng là trong người mình đang có võ là còn dễ 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 bị đai hơn. Người có võ nâng cao đạo đức tốt và sức khỏe. Nhưng mà đã xác định học là phải học tới. Làm sao? Để quẹt bấm trên điện thoại cho nó mau. Các bậc đai trong Taekwondo nè, để quậy bấm các bậc đai trong Taekwondo. Nó có rất là nhiều các bậc đai, đai đen, đai trắng, đai vàng, đai xanh dương, rồi màu đỏ, rồi nhất đẳng là màu đen. Đai trắng là nó cấp mới gọi là cái cấp vừa nhất thôi các cô chú. Đai trắng là cái đai mà nó giống như là mới mới khởi đầu. Này, quậy thấy ở đây. Cái màu trắng, đai trắng nó giống như là cấp 10. Rồi lên cấp 8, cấp 7 là màu vàng. Rồi tới cấp 6 là màu xanh. Rồi cấp 4, cấp 3 là màu xanh dương. Rồi cấp 2, cấp 1 là màu đỏ. Rồi màu đen là nhất đẳng luôn rồi. Dạ, như vậy là cái giữa cái màu trắng và cái màu đen thì nó chênh lệch rồi quá xa. Rồi, giữa màu trắng với màu đen nó chênh lệch quá xa các cô chú anh chị. Rồi màu đen mà rồi nhị đẳng là màu xám này, rồi màu đen mà đen tứ đẳng, ngũ đẳng, lục đẳng, thất đẳng, bát đẳng, cựu đẳng là đại sư luôn. Thì cái màu đen mà lên tới đại sư là cao nhất. Nhất đẳng thì chắc có lẽ bác ba đang đai đen nhất đẳng. Rồi nếu như màu xám xám này là nhị đẳng.
Thì các cô chú chị vừa rồi hỏi là cấp màu trắng cái màu đen cái nào giỏi hơn, thì cái màu trắng là giống như cái màu mới vào là bình thường, màu đen là lên đai, màu đen được là trải qua rất nhiều các cấp bậc đó, cho nên các cô chú chị thấy là bác ba đang là đai đen như vậy là đã trải qua rất là nhiều cái thời gian võ rồi đó, cho nên rằng là cũng rất là bất ngờ đúng không ạ? Dạ, mến chào Ngoại Đại học Hoa Sen. Chào cô Nguyệt Đào Thị. Học võ để phòng thân hi hi. Ai nói gì thì nói kệ họ, FC Săn Đọt Chuối đoàn kết là luôn yêu thương nhau là hạnh phúc lắm rồi. Tôi cảm ơn quý vị và yêu mọi người nhiều lắm luôn. Dạ vâng, ai nói gì thì nói. Chú Quậy mở lại. Bà Thủy nói gì? Chú Quậy mở lại trend của chú Quậy 10.000 xe mà hôm nay cô mở không thấy nữa là sao ạ? Chú Quậy mở lại trend của chú Quậy 10.000 xem mà sao hôm nay cô mở không thấy nữa? Là cái Quậy làm TikTok đu trend Út Cường ạ? Anh Kiến Dũng Trang, mình là đai chạy, người ta quấn mình chạy. Cháu mình cũng là giảng viên trường đại học. Chào cô Tiến Việt ạ. Giảng viên Đại học Tây Quân Đô. Wow. Giảng viên Đại học Tây Quân Đô là cũng bằng của bậc huấn luyện viên rồi. Là cũng đai đen trở lên rồi các cô chú anh chị. À. Chào cô Ngọc Bích. Màu trắng là mới đi học thôi. Mình không có đai, ai đánh mình thì mình đánh lại túi bụi luôn ga ga. Chào cô có nick Đài Loan màu xanh. Chào cô Nguyễn Lợi, cảm ơn cô ạ. Chào Ngoại Đại học Hoa Sen. Học võ đó chỉ là cho khỏe thôi, còn học võ thì học nhiều lắm, nhiều năm cũng chưa đủ. Tại vì Quậy cũng nhìn thấy có nhiều cái trường hợp là cứ tưởng mình có võ là đi 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 không có sợ ai hết á, nhưng mà đánh nó không có ra chiêu thức, đặc biệt ở trên mạng. Ở trên mạng các cô chú chị chứng kiến nhiều cái võ sư mà đai này đai kia xong rồi đi thách đấu với người ta đó, vô cái người ta đấm cho phát gục luôn, trong khi đó là thầy rồi dạy mở trường dạy võ này kia luôn. Cho nên rằng là học là phải học cho nó tới nơi tới chốn rồi, còn không thì đừng có đi mà khiêu khích người ta là nguy hiểm như vậy. Chào cô Nguyễn Quỳnh ạ. À, vâng, thì ngày hôm nay có một số những cái thông tin đó Quậy cập nhật được và chia sẻ với các cô chú anh chị. Cảm ơn các cô chú anh chị đã lắng nghe. À, còn ít phút còn lại trước khi xuống live thì mong các cô chú anh chị ngồi lại trò chuyện hoan hỷ vui vẻ với Quậy rồi coi cái nào Quậy giới thiệu nó phù hợp, sản phẩm nào đó các cô chú anh chị ưng, các cô chú anh chị thấy nó phù hợp các cô chú chị mua ủng hộ giúp Quậy. À, rồi còn lướt lướt thêm ở trên trang gia đình nhà mình ngày hôm nay thì Quậy thấy cô Nguyễn Hương cả nhà săn đợt chuối ơi tụt top 4 rồi hu hu, tụt top 4 rồi hu hu. Rồi, ủa sao lại tụt xuống top 4 rồi kỳ vậy ta? Và cái việc tụt top rồi nó cũng sẽ xảy ra sớm hay muộn thôi. Nhưng mà giống như Sơn Tùng MTV các cô chú nhận thấy này còn ra khỏi top nữa đúng không ạ? Nên cái việc mà phải giữ được cái vị trí ở trong top á,
rất là quan trọng, vì nó tăng rồi nó tụt này kia là cái chuyện bình thường ở trong cái bảng xếp hạng, nhưng mà mình phải quan trọng mình giữ được tốt. Hôm nay quậy đang live bằng cái điện thoại mà có cái Zalo ở trong cái điện thoại. Các cô chú anh chị vui lòng các cô chú anh chị vui lòng đừng gọi điện thoại trong cái lúc quậy đang live stream giúp quậy, rồi có thể nhá máy tí nữa quậy sẽ gọi lại ạ. Dạ cứ nhá máy rồi quậy xin lỗi rồi quậy sẽ gọi lại sau cái live stream ạ. Vì đăng cái số Zalo quậy đang để trên cái điện thoại đang live stream luôn, nên nó với cái số điện thoại đang để trên cái điện thoại đang live stream mà gọi cái nó bị nghe máy, cái là nó bị nghẽn mạng. Rồi cô Kim Khoa hồi sáng nay 3 giờ trước thì có kêu gọi cả nhà mình ơi, hiện tại có ba đối thủ mạnh bên dưới bên dòng nhạc trẻ đứng xếp hàng sau lưng con, đứng xếp hàng chờ gia đình săn đọt chuối lơ là hoặc suy giảm lượt nghe, lập tức họ sẽ vượt qua liền. Kha kha, hiện tại con số 3 vẫn đứng vững chắc trong nhà con Cường. Thì mới cách đây có 3 giờ trước, cô Kim Khoa cũng đã nhìn ra ba cái đối thủ mạnh ở bên dưới. Nó chờ nhà mình lơ là tăng lên. Thì mới có 3 giờ trước cô Kim Khoa cập nhật thì bây giờ nó đã vượt qua Út Cường để lên top 3, còn Út Cường xuống top 4. Cả nhà mình tiếp tục cày để giữ top 3 cho con Hồ Văn Cường nha. Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều. Chúc cả nhà ngày mới nghe nhạc thật vui vẻ. Chào cô Hương Thu ạ. À, chú Quậy mở lại trend của chú Quậy cho cả nhà xem, chú Quậy mặc áo mưa đó. À, cái trend mà Quậy đu trend Út Cường TikTok á, thì tới lúc này thì nó vẫn còn đó đâu có mất đâu ạ. Nó vẫn còn đó đâu có mất đâu, và Thủy ở trong vào Facebook của Quậy mới thấy. Dạ đây. Nó kéo xuống dưới bài viết ở dưới. Dạ đây. Thì đây là cái bài mà Quậy đăng ở dưới đây. Vẫn còn đâu có mất đâu ạ. Rồi cô An An, em cũng hạnh phúc vì những niềm vui đến với bạn nhỏ sẽ hạnh phúc hơn nếu được đu các show sắp diễn ra của bạn nhỏ giống như chị Sen Biển vậy. Được gặp lại bạn nhỏ sau bao ngày mong nhớ, được trực tiếp nghe giọng hát live ngọt ngào ấm áp đầy tình cảm của bạn nhỏ và được trực tiếp chứng kiến tình yêu thương của mọi người dành cho bạn nhỏ là rất hạnh phúc. Mà em tin rằng tâm trạng này không chỉ riêng em, có ai không vui, không hạnh phúc khi thấy bạn trong vòng tay yêu thương của khán giả, của đại gia đình không ạ? À? Cả nhà ơi nhanh tay đặt vé để cùng bạn nhỏ tận hưởng niềm vui, hạnh phúc đơn sơ, nhưng không phải ai cũng có được nhé. Vâng, đây là giống như cái chiếc vé máy bay của chị Sen Biển, cũng đã mua vé máy bay đi đu show. Người ta nói gì kệ người ta, còn mình bật hạnh phúc. Thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2024 có hẹn Sài Gòn để nhằm Nhâm Nhi guitar cùng Hồ Văn Cường. Ai hẹn à, em không? Vậy là chị Sen Biển cũng đã mua vé máy bay ok rồi. À, có nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy quá vui nhé. Khi mấy cô bận thì có fan nhí cày ạ. À.
Khi mấy cô bận thì có Phan Nhí. Đây là bạn Phan Nhí đang cày view. Các cô chú chị thấy ở trên máy tính nè, cùng một lúc có thể mở thành bốn bốn cái video này, các cô chú chị nhìn thấy không ạ? Đó. Những cái máy nào mà nó mạnh mạnh nó có thể chạy được 4 5 cái trình duyệt luôn. Mỗi trình duyệt là một cái video như thế này. Nó chạy khác nhau. Cái bài này hát lúc trước, cái bài này hát lúc sau, cái bài này hát khúc khác. Các cô chú nhận thấy có máy tính á, thì một cái nó bằng mấy cái điện thoại như thế này. Giống như một cái laptop này được 4 cái trình duyệt, 1 2 3 4. Cô đang cày view 4 cái rồi cùng một lúc. Nhìn lại ngày nhỏ trông nhí nhặn dễ thương quá Cường ơi. Kênh YouTube Hồ Văn Cường đã tăng thêm 1.000 sub, hiện đã 166.000. Vậy là đã có thêm 1.000 người nữa biết đến kênh của bé Cường. Vâng, lại có thêm 1.000 người nữa biết tới, đúng chính xác. Và cứ khi Út Cường có ra MV mới là nó dễ tiếp cận được nhiều người mới, là như vậy. Vừa nhận được hai album tự nhiên của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, V sẽ tặng lại một album cho người bạn mà vẫn còn máy nghe CD và chị ấy rất thích nghe CD. Còn một cái V sẽ giữ làm kỷ niệm. Xin nói là những ai có liên quan đến con Hồ Văn Cường, V đều quý mến và trân trọng. Xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Mong rằng nhạc sĩ sẽ sáng tác ra nhiều nhạc phẩm hay hơn nữa dành cho cậu út nhà săn đọt chuối. Vâng, đây là cái CD mà hôm trước nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường có thông báo, nếu như cô chú chị nào có máy nghe CD thì mua ủng hộ cho nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cũng như làm kỷ niệm. Thì đây là cái CD đó. Cái thời buổi bây giờ người ta không có xài CD nhiều nữa. Nên thực sự rằng nó cũng mất đi cái nguồn thu của những người nghệ sĩ ca sĩ về cái bán CD. Nhưng còn được cái nguồn thu từ YouTube. Giả sử như mà giờ này mà vẫn còn bán CD thì chắc cái CD của Út Cường bán chạy dữ lắm. Vì các mẹ các ngoại rất là thích nghe nhạc của Út Cường nữa, nên nếu mà có CD chắc. Dạ vâng, thì có bấy nhiêu. Có bấy nhiêu cái thông tin ngày hôm nay Quậy cập nhật được chia sẻ với các cô chú anh chị. Nhật ký Phương Trang viết: Sài Gòn nóng, nóng quá, quá nóng. Nóng bởi khí hậu, nóng bởi cái tên Hồ Văn Cường bao ngày qua vẫn rần rần trên mạng. Nào cung đàn thương nhớ, nào bao live show đang chờ đón bạn ấy. Và có lẽ nóng hơn tất cả là FC của bạn đang rần rần đặt vé đi show và đang nóng lòng chờ đón cung đàn thương nhớ ghé nhà bà hai. Chúng ta hãy cứ tăng nhiệt, hãy cứ thắp sáng ước mơ, hãy nghe nhạc và đợi chờ bà hai mở cửa nhé cả nhà. Tôi ước gì có cơn mưa view, tăng view để cung đàn thương nhớ sẽ chạm đích. Đến đầu tiên là triệu view nhỉ. Cứ ước mơ và thực hiện ước mơ nhé cả nhà ơi. Và một cái lời kêu gọi cày view rất là văn hay. Thì các cô chú chị tiếp tục cày view ạ. Thì đó là một số những cái thông tin liên quan tới Út Cường và trong gia đình săn đọt chuối. Rồi thì còn ít phút cuối, mong các cô chú chị hoan hỷ. Nên cho Quậy giới thiệu một số những cái sản phẩm mà Quậy đang bán ạ.
Đánh trúng mình nằm một chỗ còn sức đâu mà đánh lại. Chào cô. À, anh Phan Long đang chạy xe lên không chào cả nhà được. À. Dạ, anh Phan Long thì anh ấy có nhiều nghề. À, ngoài nghề này nghề nọ ra anh có thêm cái nghề chạy xe nữa. Chào cô Hậu Âu ạ. Anh quậy đu trend rất hay, xem cười giống 90%. Dạ, cảm ơn các cô chú chị. À, nhắc tới cái trend thì ngày hôm qua quậy thấy các cô nói rằng cái bài hát của Út Cường trên trend TikTok bị tắt tiếng đó, thì quậy cũng có nhắn tin hỏi anh Sơn Hạ là trước đây anh Sơn Hạ cũng hay có chia sẻ làm TikTok, thì hỏi thử cái bài hát của anh có bao giờ mà bị tắt tiếng như vậy không. Thì anh Sơn Hạ anh ấy cũng nói là anh ấy cũng bị thường xuyên, dù cái bài hát đó là của anh ấy, nhưng mà anh ấy cũng bị tắt tiếng tự động, cái TikTok nó tắt tiếng của anh ấy. Còn của Út Cường thì không biết là như thế nào, nhưng mà Quậy nghĩ là TikTok nó tắt tiếng của Út Cường. Để Quậy bấm vào cái kênh TikTok của Út Cường nha, Hồ Văn Cường TikTok này các cô chú nhỉ. Thì đây cái video mà Út Cường hát tạo trend cho mọi người, bài hát Cung Đàn Thương Nhớ đó. Hiện tại cái âm thanh nó vẫn đã xóa âm thanh, thì Quậy nghĩ nếu như mà Út Cường thì Út Cường đã xóa thì xóa luôn cái video chứ chẳng để video làm gì đâu. À, đó, nếu như đã xóa, nếu như không muốn đăng thì xóa luôn, đúng không ạ? Chứ không có để video giống như thế này, mà giống như là cái TikTok nó tự xóa cái âm thanh tự tắt. Còn nếu như Út Cường xóa thì xóa luôn video chứ để chi như vậy, đúng không ạ? Đó. Cho nên rằng là hôm qua Quậy cũng nhắn tin hỏi thử anh Sơn Hạ là trước giờ những cái bài hát của anh ấy mà anh ấy là nhạc sĩ mà anh ấy cũng có TikTok nữa, thì Quậy thấy anh ấy hay đăng những bài hát của anh ấy trên TikTok, thì hỏi thử thì anh ấy cũng nói anh ấy cũng bị nhiều lần, dù cái bài đó là bài của anh ấy, bản quyền của anh ấy luôn, nhưng mà bị TikTok nó tắt tiếng như thế này. À, rồi thậm chí có video nó còn xóa luôn. À, cái TikTok nó rất là khó, nhiều khi nó bị sai, bị nhầm. Rồi mình phải giống như gửi đơn để khiếu lại thì nó mới mở lại cho mình. À, còn giống như nó thậm chí nhiều khi là nó không có được quét thông minh giống như YouTube. Nhiều khi nó cứ tưởng cái bài nào người ta đăng lên trước là cái người đó là chủ, còn những người đăng sau cái bài đó là ăn trộm ăn cắp, cho nên rằng nhiều khi nó quét nhầm hay gì đó cũng không chừng. Và còn cái việc bị tắt cái tiếng này thì Quậy nghĩ chắc có lẽ là do TikTok, chứ Út Cường đăng vẫn còn đang giữ cái video này thì đâu có xóa tiếng đi làm chi, đúng không ạ? Đó, nên các cô chú anh chị cũng yên yên tâm là như vậy. Nếu như giả sử Út Cường không thích cái video này hay gì gì thì có thể ẩn riêng tư hoặc là xóa hay gì. Bây giờ rồi còn đã để như vậy thì việc để tiếng là cũng bình thường thôi. Nó cho nên rằng là hôm qua có hỏi Sơn Hạ thì cũng được biết anh ấy cũng là chủ của rất nhiều bài hát nhưng mà đăng lên cũng bị tắt tiếng rất là nhiều lần. À, cô Huyền ấy thì bye bye cả nhà mình đưa cháu đi học đây. Dạ vâng, thì cô thị, Huyền ấy thì Huyền à. Chừng nào đi học về nhắn trong cái Zalo giúp quậy để quậy lấy xin cái thông tin quậy gửi cái áo quà tặng. À, chúc mừng cô Huyền Lý Thị Huyền ạ. Dạ. Chào cô Loan Nguyễn, chào cô Đạt Lê ạ. Chào cô Lương Hồ. Đêm nhạc người thầy mùng 8 tháng 6 mình nghĩ là show diễn đầu tiên trong series Nhất Huy 50 năm vẫn nợ cuộc đời.
Dạ nếu như mà nói rằng series vậy thì chắc chắn sẽ còn nhiều cái show khác nữa đúng không ạ? Series thì chắc phải vài vài show diễn. Thì Quậy nghĩ chắc có lẽ là như vậy vì Quậy thấy cũng nhiều cô chú anh chị dự đoán và chia sẻ giống giống như vậy. Dạ vâng thì cho Quậy xin phép được giới thiệu một số những cái sản phẩm mà Quậy đang bán ạ. Dạ đây là nước cốt nhào và khóm nhào hỗ trợ về đau nhức xương khớp, tê bì tay chân, hoa mắt chóng mặt. Hiện tại thì vẫn được các cô chú anh chị cứ mua rồi giới thiệu giúp giúp vậy thì vẫn cứ có nhiều cô chú anh chị đã dùng hết rồi giới thiệu giúp quậy cho quậy thì đã tiếp cận thêm được một số cái mà khách hàng ở ngoài người ta cũng dùng rồi. Người ta cũng biết tới cái sản phẩm này nhờ các cô chú chị trong gia đình sân đọt chuối của Quậy uống rồi giới thiệu dùng. Thì cảm ơn các cô chú chị rất là nhiều. Và thực sự là nó có hiệu quả nên mới được các cô giới thiệu cho. Chỉ cần là cái cơ thể của ai đó mà nó hợp rồi nó cảm nhận nhanh đó. Quậy thấy rất là khen cái này. Thì hiện tại nước cốt nhào một chai là 350.000. Cái cốm nhào thì cũng một chai là một hộp này là 350.000 và hai cái đều công dụng giống như nhau, chỉ có khác là một dạng nước và một dạng hạt viên cốm thôi. Thì cái cốm nhào các cô chú chị có thể ăn trực tiếp bỏ miệng ăn luôn, nó tự tan hoặc là có thể pha vào nước ấm ấm. Nó có bột sữa nên nó sẽ không còn cái mùi nhào nguyên chất, nó thơm hơn nên có vẻ nó dễ uống hơn là như vậy. Còn cái này nó có một chút cái mùi nhào nhưng mà uống trực tiếp như thế này cũng rất là ngon chứ không có gì gọi là khó uống. Và đặc biệt trước khi uống các cô chú chị nhớ lắc lên, nhớ lắc đều nó lên tại vì ở dưới này nó lắng những cái bột nhào rồi một số những đông trùng hạ thảo rồi tạo xoắn này kia người ta kết hợp để nó lắng xuống cái hỗn hợp ở dưới đây, cứ lắc nó lên rồi uống ạ và bỏ vào ngăn mát tủ lạnh uống cho nó ngon. Cũng có thể pha chung với đá để uống rồi hoặc là pha chung với mật ong, nếu như khó uống các cô chú thì có thể pha chung với mật ong uống cũng được. Người ta cũng rất là nhiều người người ta pha với mật ong để uống. Rồi không thì có thể pha ra nước xong rồi cắt cái quả chanh ra làm đôi rồi vắt nước bỏ đi để lấy cái vỏ chanh đó bỏ vào trong cái nước cốt nhào này đổ ra ngoài ca đó để uống thì nó sẽ thơm hơn vậy. Thì một chai là 350, hai chai là 700, được miễn phí ship toàn quốc và được tặng thêm. Hiện tại thì cái củ sâm nó hết cái chương trình tặng cái củ sâm rồi. Nó hết củ rồi, bây giờ còn cái túi sâm lát tặng mật ong này. Thì các cô chú anh chị có thể mua hai chai sẽ được tặng cái túi sâm lát này. Nó giống như thế này đó, là cái loại sâm lát mà Quậy hay ăn. Đó, nó có bỏ trong cái lát. Cứ một cái túi đó nó khoảng 10 lát sâm. Cái lát sâm có lát to, lát nhỏ thì khoảng 10 lát. Nó dẻo dẻo rất là dễ rứt như thế này. Dạ, đó, nó dẻo như thế này rất là dễ rứt và nó mềm giống như là mứt vậy. Thì cái sâm lát này ăn nó khỏe người ạ. Nó được tẩm với mật ong, sâm lát tẩm mật ong. Nó thì hiện tại đang mua hai chai nước nhào sẽ được tặng một cái túi sâm lát như vậy. Dạ, Quậy chào cô Hoa.
Hoa Nguyễn ạ. Chào cô Thư Anh. Rồi bây giờ tới sản phẩm làm đẹp cho quận giới thiệu về các sản phẩm làm đẹp. Nhất Huy có trả lời mình là không phải Cường chỉ hát 3 bài cũ và thêm nữa. Bài Thương Nhớ Người Dưng được phối mới, còn Mãi Lời Ru được phối lại thêm tiếng sáo chúc thật. Nghe sẽ hay hơn. Dạ, cảm ơn cô Nam Trần chia sẻ. Thì nhạc sĩ cũng nói giống như chia sẻ trên group mọi người nhìn thấy là Út Cường hát nhiều bài và hát chính nữa. Có thể là sẽ giống như là một cái mini show của Út Cường, Quậy nghĩ tưởng tượng nó như vậy. Giống như Út Cường là nhân vật chính trong cái show đó. Bên cạnh đó là cái show của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Rồi, gọi xin phép được giới thiệu về cái mỹ phẩm ạ. Thì trước khi giới thiệu mình về cái mỹ phẩm này thì quậy nói sơ về cái mà đồi mồi, cái kem trị đồi mồi hôm trước quậy gửi đó. Thì thực sự rằng gửi khoảng được 9 hộp, 9 hộp thì có tới khoảng 3-4 người là có cái hiệu quả. Mà giống như là giống như bà Thủy rồi một chị kia với ngày hôm qua thêm một người là gọi điện mua thêm. Hôm trước quậy gửi cho chị để chị mua dùm cho một cái chị nào đó đó, thì ngày hôm qua lại gọi điện cho quậy để mua thêm một cái hộp kem đồi mồi đó, nhưng mà gửi từ bên Nga về thì cái thời gian nó sẽ rất là lâu, rồi không có phải là gửi một hộp như vậy được. Cho nên là ví dụ như để gom đơn á, thì quậy mới nhờ chị ấy lấy dùm một lần nhiều nhiều để quậy gom. Thì hôm trước cái chị mà mua đồi mồi này thì chị nói là ủa sao cái thời hạn nó còn gần tới cuối năm là nó hết rồi. Thì quậy nói rằng là cái kem đồi mồi này nếu mà nó có tác dụng thì chỉ khoảng một tuần hai tuần là xài nó có tác dụng rồi. Còn nếu như chị có bôi thêm tuần thứ ba, thứ tư, thứ năm gì để mà cao lắm là như vậy mà nó không hết nữa thì thôi dục nó đi luôn chứ còn bôi chi nữa quanh năm. Dạ, thì ý là quậy nói vui vậy thôi, nhưng mà thực sự rằng khi mới được có khoảng một tuần hơn chị lại gọi điện chị nhờ mua thêm một hộp nữa. Thì chị Anh Tú ở trong đây, chị Sâm Hòa, chị Anh Tú không biết là nó hiệu quả như thế nào đó mà chị ấy lại gọi điện mua dùng tiếp. Thì nhưng mà hết rồi, quậy không còn đồi mồi nữa. Nhưng mà có lấy thì lấy một hộp hai hộp như vậy thì cũng không được, nên quậy cũng không có lấy dùng cho chị. Nhưng mà giống như chị nói rằng muốn lấy như vậy là vì cái hiệu quả của cái người kia sử dụng nó có hiệu quả nên chị lấy thêm. Thì cái đồi mồi nó cũng không phải đạt giống như là ai xài 100% đều được 100%, nhưng mà cũng có những cái trường hợp đạt tốt như vậy, thực sự là cũng tương đối ok. Nhưng mà giống như các cô chú anh chị về đồi mồi á, nó là cái mà nó khó chịu nhất đúng không ạ? Nhưng mà cũng có được hiệu quả được mấy trường hợp như vậy. Quậy gửi 9 đơn thì khoảng được 4 người là khen rất là hiệu quả, còn 5 người kia thì quậy cũng chưa có liên lạc lại để như thế nào, nhưng mà cũng chưa phản hồi lại cho quậy. Thì hiện tại quậy thấy được 4 người là có cái kết quả ok. Thì cái kem đồi mồi đó thì mãi ở bên Nga và chắc chắn nó không có hàng giả ở Việt Nam, nó không có hàng ở Việt Nam luôn đó. Thì cái đó để về sau đợi mà được thêm 5 cô kia phản hồi nữa mà có hiệu quả nữa thì quậy tính sau. Nhưng mà quậy cũng xin được cập nhật và để chia sẻ với các cô chú anh chị, tại vì quậy cũng đã từng giới thiệu về đồi mồi, cái kem đồi mồi đó, thì bây giờ quậy cũng cập nhật được để quậy thông báo nó như vậy để các cô chú anh chị thấy nó cũng có cái hiệu quả chứ không phải là không, nhưng mà nó cũng tùy vào người đúng không ạ? Rồi chờ các cô kia, còn 5 cô kia chưa thấy nói gì hết, không biết có tốt hay không, nhưng mà
Quậy nói chừng nào nếu nó có hiệu quả thì phản hồi lại giúp quậy với, nhưng mà chưa thấy các cô phản hồi, không biết là ở mức độ như thế nào. Các mẹ đi chơi thư giãn rồi về nhà con nghe nhạc mau chịu view nha. Rồi bây giờ thì những cái sản phẩm mà làm đẹp này á, thì hiện tại là cái kem chống nắng này anh Quậy đang được các cô sử dụng rồi khen. Sáng nay thêm một cô ở nhắn tin là cái kem chống nắng của chú Quậy này xài thích thật, nó hàng chất lượng thật, nó không có bị lộ lộ kem lộ phấn gì đó. Thế chị nói như vậy thì Quậy cũng chưa có hiểu ý, có ý là lộ kem lộ phấn là như thế nào, nhưng mà dạng như giống như xài thích ok, nó không có bị lộ kem ra ngoài á, thì chắc có lẽ nó mịn nên nó giống như là cái lớp da thật của mình, nó không có lộ cái kem giả ra, nên là chị nói xài nó rất là thích, không có bị lộ kem. Để quậy coi thì các cô chú anh chị có không phải một mình chị khen đâu, mấy người khen rồi cái kem chống nắng này. Quậy thấy ngay bản thân quậy xài quậy cũng thấy nó bôi vào cái tay này, thấy đi ra nắng là nó không có bị bắt nắng, còn cái tay này thì để không, bắt đầu nó sậm màu lại, và khi mà bôi ra da tay này kia thì cảm thấy nó rất là mịn, cái tay của mình nó không có nó sần sùi. Để quậy coi cái tin nhắn. Dạ đây. Các cô chú chị thấy không? Kem chống nắng của chú Quậy xịn sò, không bị lộ kem. Đó. Kem chống nắng của chú Quậy xịn sò không bị lộ kem gì Quậy. Đó, Quậy cũng không hỏi kỹ. Chị nhờ chị giới thiệu thêm cho nhiều người, nếu như xài tốt thì các cô chúng chị nhớ giới thiệu thêm cho bà con xung quanh làng xóm giúp Quậy nha. Quậy cảm ơn rất là nhiều. Chị Anh Tú nè. Đó, chị Anh Tú mà nói Quậy đang nói về cái kem đồi mồi đó. Chú Quậy ơi, chị ấy mới dùng được có 4 ngày mà thấy có hiệu quả, nên chị lại nhờ mua tiếp đó chú Quậy. Đó, chị Anh Tú nói về cái kem đồi mồi. Thì cũng do là từ bên Nga gửi về thì mỗi lần gửi mỗi lần khó, nên giống như đợt trước thì Quậy cũng gom một lần 10 đơn như vậy, xong rồi Quậy mới nhờ chị ấy gửi về. Và giống như cái đó, cái hàng đó nó cũng giá cả 1,5 triệu như vậy, nó cũng không phải là hàng rẻ, nên nó không phải giống như kem chống nắng hoặc là những cái kem mỹ phẩm mà Quậy bán, mà chị Văn Sâm lấy những cái chai nhỏ về, giống như những cái chai nhỏ để mình sử dụng thử, cảm nhận thử, nếu hợp thì mình mua thêm, còn không thì mình cũng đỡ cái chi phí. Nên thực sự là bán kem đồi mồi Quậy cũng áp lực, cũng áp lực là vì cái số tiền nó thì nhiều, mà cũng cái đồi mồi là cái khó trị chứ không phải là cái dễ trị, nhưng mà cũng một phần nào đó vui được một chút, vì gửi 9 đơn thì cũng được 4 cô phản hồi cho Quậy là ok. Rồi còn những cô kia thì những cái ngày đầu Quậy có hỏi thì có nói nó cũng có mờ mờ, rồi còn nó chừng nào nó có hiệu quả hơn thì các cô phản hồi. Rồi thì cái kem chống nắng này
Nó có cái hộp chai to và chai nhỏ như thế này ạ. Cái hộp lớn thì 280.000, cái hộp nhỏ thì là 180.000. Cái hộp lớn nó là 40 gram. Nó hộp lớn nó 40 gram, còn cái hộp nhỏ nó 20 gram. 180.000 và 280.000 ạ. Thì mỗi lần chị Vân Sâm lấy về có 25 phần. Các cô chú anh chị à, cái này cũng còn ít phần nữa các cô chú anh chị ạ. Nếu như hết kem chống nắng hoặc chưa tìm được cái loại kem chống nắng nào phù hợp, các cô chú anh chị ủng hộ cho quậy dùng thử nha. Đó. Thì cũng còn khoảng mấy phần nữa. Thì cứ mỗi lần chị Vân Sâm lấy 25 phần cho quậy. Thì nếu như nó hết thì quậy lại lấy tiếp. Mong các cô chú anh chị ủng hộ nhiệt tình cho quậy nếu như chưa tìm được cái loại kem chống nắng nào cho mình. Rồi bên cạnh kem chống nắng thì hai cái serum và cái kem dưỡng này cũng được mấy chị xài rồi, mấy cô xài rồi cũng đánh giá tốt về cái chất lượng của nó. Nói chung là cái hàng chuẩn của Hàn Quốc rồi cũng, và nó tồn tại được cả hơn chục năm nay giống như hai cái sản phẩm này. Thì giống như nó cũng đã qua được cái quá trình người ta sử dụng và người ta ủng hộ đó nên nó tồn tại tới bây giờ và cũng là một trong những cái thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc và cũng được cái nữ diễn viên Hậu Duệ Mặt Trời họ giới thiệu về cái sản phẩm này, cái kem serum này và cái kem dưỡng, kem chống, cái kem dưỡng này thì chống lão hóa, đàn hồi da, tái tạo da và giữ độ ẩm cho da, sử dụng được cả ban ngày và ban đêm. Và sử dụng trên các loại da nha các cô chú anh chị. Chị Vân Sâm lựa cái loại này thì có thể sử dụng trên các loại da. Và cái chai serum này thì nó nâng chạy xệ rồi căng cơ, chống nhanh chống lão hóa này. Và các cô chú anh chị cái chai này thì là 210.000 serum, còn cái kem dưỡng là 230.000 ạ. Thấy mấy cô chia sẻ cái cách sử dụng là cứ về rửa mặt sạch trong buổi tối đó, dùng cái serum này, bôi lên mặt rồi massage một chút cho nó dễ chịu rồi để nó khô cái serum này, rồi có thể bôi cái kem dưỡng này lên luôn, rồi bôi cái kem dưỡng này lên luôn rồi tới sáng ra rửa mặt này kia đi làm là ok. Thì nó rất là căng da và giữ độ mịn rồi độ bóng da, thì phải thấy mấy cô chia sẻ rồi. Cũng có cô kết hợp thêm đắp mặt nạ này nữa, có cô kết hợp thêm cái đắp mặt nạ sâm này. Thì đi đâu bạn bè nó cũng kêu sao đợt này da đẹp thêm đó. Thì mấy cô chia sẻ lại cho quậy nghe. Thì cái mặt nạ sâm này đắp thì nó mịn da, nó se khít hay gì đó chỗ lỗ chân lông lại, nó cảm giác nó mịn da rất là dễ chịu. Thì một cái lốc mặt nạ sâm này có 10 miếng và giá của một lốc như thế này là 160.000 10 miếng ạ. Các cô chú chị có thích đắp mặt nạ nhớ ủng hộ cho quậy những cái túi mặt nạ, cảm ơn các cô chú chị rất là nhiều. Rồi còn một cái trong cái bộ sản phẩm nữa đó chính là sữa rửa mặt. Thì cái hộp sữa rửa mặt này nó có cả cái tip sữa rửa mặt và tip tẩy trang. Đó. Thì thay vì các cô chú chị phải đi mua cái tẩy trang này kia thì hiện tại cái sản phẩm này là nó có cả sữa rửa mặt và tẩy trang luôn, rất là tiện lợi. Nó có hai tip màu giống giống nhau, một cái màu đậm và một cái màu nhạt hơn. Thì đây là cái màu đậm là sữa rửa mặt, còn cái màu nhạt nhạt này là kem tẩy trang. Thì nó kết hợp trong một cái hộp luôn, rất là tiện. Thì giá của cái hộp này là cả kem tẩy trang và sữa rửa mặt giá là 180.000 ạ. 180.000 cái hộp gồm hai tip kem tẩy trang và sữa rửa mặt.
Chúc gọi có vào cô vào muộn. Chào cả nhà. Là cung đàn thương nhớ tụt top 4. Rồi, cả nhà ơi cố lên giữ top cho con dạ. Rồi cho quậy giới thiệu về cái an cung. Cái này là cái Good Hoàn Vương. Đây là cái sản phẩm mà hỗ trợ điều trị bệnh gút và sưng tấy xương khớp thấp khớp. Thì một ngày dùng 10 viên, sáng 5 viên, chiều tối 5 viên sau bữa ăn. Thì nó hỗ trợ điều trị cho những ai mà bị viêm thấp khớp và bị gút nhẹ mà phát hiện sớm thì càng nhanh có tác dụng. Càng nhẹ, càng sớm phát hiện, càng nhanh tác dụng. Thì một hộp này có 240 viên, một ngày dùng 10 viên ạ. Sáng 5, chiều tối 5. Giá của hộp này là 400.000. Thì nếu như các cô chú chị thấy ai mà bị gút, các cô chú chị nhớ giới thiệu giúp quậy để họ biết tới cái sản phẩm này sớm, để còn bị nhẹ rất là nhanh có tác dụng, chứ còn nặng thì quậy thấy mấy trường hợp nặng phản hồi cho quậy giống như nó cũng rất là khó chứ không phải dễ, giống như nó hết đau hết nhức nhưng mà cũng không phải là nhanh, mà gần hết cái hộp này thì bắt đầu mới cảm nhận được rồi nó giảm đau đỡ đau, chứ nó không có giảm được cái cục sưng này kia, nên khi mà đã biến chứng đóng cục vôi vôi sưng như vậy thì rất là khó, phải phẫu thuật mấy đó mới được. Rồi quậy có cái dầu nóng Hàn Quốc, nó xuất xứ từ Hàn Quốc luôn, nó rất là chất lượng, bôi vào chỗ nào nhức mỏi vai chân tay gáy cổ. Rồi dùng cái cây lăn này lăn qua lăn lại, có cái cây lăn lăn qua lăn lại chỗ bị tổn thương rất là nhanh có tác dụng và dễ chịu. So với các loại cao giá người thấy cái này rất là sướng, mình xài nó nhanh thẩm thấu. Thì cái hộp dầu nóng này là 100.000 một hộp ạ. Rồi quậy có sữa óc chó Hàn Quốc, có loại sữa bịch và loại sữa hộp. Thì một thùng sữa hộp giá là 300.000, rồi nó cộng thêm khoảng thì tầm 30.000 tiền ship nữa, là các cô chú anh chị khoảng tầm đó thôi, khoảng tầm 30.000 ship với cái hộp này là khoảng một thùng 24 hộp giá khoảng 300.000, là khoảng như vậy. Các cô chú anh chị có nhu cầu sử dụng sữa nào đó mà chưa tìm được cái nguồn sữa phù hợp cho gia đình, các cô chú anh chị ủng hộ quậy thử cái loại sữa ốc chó này, quậy thấy mọi người uống ai cũng khen ngon. Chỉ có một số trường hợp nói rằng là có cái loại nào mà dành cho người tiểu đường không ngọt không thì vẫn chưa có, nhưng mà cái này thì các cô uống được ngọt ngọt đó là uống rất là ngon, và đặc biệt là các bé rất là thích uống cái sữa ốc chó. Rồi đây là cái sữa bịch, thì một thùng nó có 20 bịch và một bịch của nó là 195 ml, nó nhiều hơn 5 ml so với cái hộp này, hộp này có 190 ml. Thì cái giá của một thùng sữa bịch này là 270.000 một thùng, cộng với phí ship gửi một thùng chắc khoảng tầm 30.000 nữa là khoảng 300. Thì đây là sữa ốc chó Hàn Quốc ạ, đặc biệt nó phù hợp cho cả trẻ em và người lớn. Người lớn uống thì tốt cho xương khớp và tim mạch này kia, còn trẻ em thì phát triển chiều cao rất là nhanh. Rồi quậy có ba cái sản phẩm này, dạ đây là kẹo sâm ạ. Dạ cái kẹo sâm này thì thơm cái mùi sâm và nó ngọt ít, đặc biệt là người tiểu đường có thể sử dụng được cái kẹo sâm này luôn. Một ký kẹo một túi như thế này là 320.000 ạ. Các cô chú chị có thể mua nửa ký hoặc bao nhiêu đó tùy theo các cô chú chị mua về ăn thử. Đây là kẹo sâm Hàn Quốc 320 một ký ạ. Rồi đây là cái viên uống bổ sung đạm và vitamin B2 cho cơ thể. Một hộp này là 120 viên,
có thể sử dụng ngày một hoặc hai viên tùy cơ thể mình cảm nhận như thế nào. Nó rất là tốt cho sức khỏe, nâng cao sức khỏe, sức đề kháng, rồi nó tăng cái sức bền, sức dẻo dai cho mọi người. Và ngoài ra nó cũng đẹp da, rồi ăn được ngủ được này kia, rất là nhiều những cái công dụng từ cái này. Thì các cô chú chị thấy nó kết hợp từ nấm linh chi, nhung hư và sâm, ba cái loại dược liệu quý nhất rồi, nên các cô chú chị yên tâm để sử dụng cái này bổ sung vitamin B2 và đạm cho mình. Rồi quậy có sữa tắm Hàn Quốc, đây là cái chai sữa tắm Hàn Quốc thơm nhẹ dịu và đặc biệt là mịn da. Một chai sữa tắm này là 160 nghìn ạ. Rồi còn đây là kem đánh răng Hàn Quốc, cái kem này đánh cảm giác rất là thích, nó sọc răng. Còn nhiều cô nói rằng nó trắng răng này kia nữa, thì cái độ trắng thì nó cũng có, nhưng mà giống như mỗi người mỗi cảm nhận khác nhau nên quậy cũng không nhấn mạnh nhiều, nhưng mà nó cũng cảm giác nó sạch răng, nó cũng hơi hơi trắng trắng, thì tùy cơ địa mỗi người. Còn cái sạch răng là cái này rất là ok, giá một lốc như thế này 3 tip 1 2 3 là 150 nghìn ạ, còn một tip thì là 50 nghìn. Rồi quậy có cái viên an cung ngư hoàng hộp giấy 10 viên này, giúp máu huyết lưu thông tốt, giảm cái nguy cơ tắc nghẽn mạch máu dẫn đến tình trạng tai biến đột quỵ. Thì một cái hộp này nó có 10 viên, cứ mua về và lâu lâu dùng một viên, giống như khoảng 15 ngày hay một tháng gì, giống như các cô chia sẻ, dùng một viên là ok, giúp máu huyết lưu thông tốt, tránh bị tắc nghẽn mạch máu. Thì cái hộp an cung này là có 10 viên, khoảng 15 ngày hoặc một tháng mới dùng một viên thì nó cũng được lâu. Nếu như các cô chúng chị có thể mua nửa hộp cũng được ạ. Thì mua nửa hộp uống xong hết rồi mua tiếp. Đây là an cung ngư hoàng giấy ạ. Rồi đây là cái sâm dành cho trẻ em. Thì đây là sâm dành cho trẻ em. Nó được kết hợp từ rau củ quả và các loại rau củ quả mà người ta chọn lựa, xong người ta kết hợp với hồng sâm dành cho trẻ em. Cái hồng sâm dành cho trẻ em thì người ta rất là khác so với hồng sâm dành cho người lớn, khi người ta cũng đã loại bỏ được những cái loại độc tố gì đó không hợp cho trẻ đó, người ta loại ra hết rồi, chỉ còn kết hợp với rau củ quả để phát triển chiều cao cũng như trí thông minh. Thì một cái hộp này nó có 30 cái tip sâm dành cho trẻ em. Dạ, nó có 30 tip như thế này, mỗi ngày dùng một tip thôi là ok. Nó giống như thạch rau câu, cứ cắn ra rồi ăn, nó rất là mềm mềm. Nó có một chút vị ngọt ngọt chua chua, thì chắc các bé nó sẽ rất là thích. Thì một cái hộp này 30 tip, giá là 395 nghìn. Rồi quậy có nấm linh chi Hàn Quốc. Mở cái nấm linh chi Hàn Quốc ra để các cô chú nghiệm nhìn. Thì đây là cái nấm linh chi Hàn Quốc. Dạ, thì hiện tại nó có những cái loại hộp nấm tay to như thế này, thì giá của nó là 1,5 triệu một cái hộp nấm 1 ký như thế này. Các cô chú thì có thể mua nửa ký để uống từ từ. Rồi thì nếu như cần cái da bào thì nói quậy gửi kèm theo cho cái da bào. Nhiều cô cũng chia sẻ là sắp nát bằng tay thì nó khó sắp, thì sắp bằng da bào nó dễ hơn. Thì đây là cái nấm linh chi Hàn Quốc. Nó cũng hỗ trợ về huyết áp, tim mạch, ngăn ngừa tế bào ung thư, rồi uống hàng ngày ngủ ngon ăn được này kia, nâng cao sức khỏe. Rồi đặc biệt là nó cũng uống thay nước hàng ngày được. Mình giống như mình nấu xong rồi mình cứ pha loãng với nước uống hàng ngày đó, nghĩa sao mình uống hết bao nhiêu, mình xách khoảng 2-3-4 lát mỏng mỏng bằng cái lưỡi dao đó, mình nấu với khoảng nửa lít nước, xong rồi mình để nguội
nấu đến nước khoảng cho nó sôi lên rồi vặn lửa riu riu khoảng 15 phút rồi tắt bếp để nguội cho nó ra hết chất, rồi pha chung với nước nguội uống hàng ngày đó, để khoảng 2 lít một người đúng không ạ? Thì uống trong khoảng đó rồi uống hàng ngày này qua ngày kia, rồi đặc biệt nó có mát gan giải độc, nó thanh nó giải độc, nó thải độc tố ra ngoài nữa. Thì cái nấm linh chi này cũng khá là nổi tiếng ở trên mạng cũng như ở Hàn Quốc, vì cái công dụng của nó thì người ta cũng sử dụng cũng rất là nhiều. Thì các cô chú chị có nhu cầu cứ mua về rồi xắt nát mỏng mỏng rồi dùng hàng ngày ạ. Rồi còn một cái sản phẩm nữa mà quậy chưa giới thiệu, đó là tinh dầu thông đỏ. Thì cái hộp to của nó là có 5 cái hộp nhỏ này. Tinh dầu thông đỏ thì nó quá nhiều công dụng, mà là cái sản phẩm mà nó nhiều công dụng nhất mà quậy thấy trong số sản phẩm quậy bán. Ngăn ngừa tăng cường hệ miễn dịch, giúp ngăn ngừa cảm cúm, rồi huyết áp tim mạch, rồi ngăn ngừa tế bào ung thư, rồi chống lão hóa vì nó có collagen chống lão hóa đó, rồi đặc biệt là khắc tinh của máu nhiễm mỡ. Thì máu nhiễm mỡ nó nhấn mạnh là khắc tinh, thì chính vì vậy mà cô thấy có hai cô phản hồi cho cô là uống có hai hộp nhỏ như thế này mà đi đo cái lượng máu mỡ nó giảm rõ rệt. Thì đây là cái hộp tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc loại nhỏ. Cái hộp lớn của nó có 5 cái hộp nhỏ này, thì các cô chú anh chị một hộp lớn là 1,8 triệu, có 5 hộp nhỏ và tổng cộng là 120 viên, một ngày dùng một viên hoặc hai viên tùy ạ. Còn nếu như các cô chú chị mua dùng thử, có thể mua hộp nhỏ như thế này về để cảm nhận thử, nếu thấy nó phù hợp thì mua mua thêm. Thì cái tinh dầu thông đỏ này bên trong nó một hộp nhỏ có 5 vỉ và nó giống như cái tinh dầu cá vậy, nó giống như tinh dầu cá. Thì các cô chú chị có nhu cầu sử dụng cái này tìm hiểu và ủng hộ cho quậy nha, tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc. Rồi ngoài ra quậy có lấy cái nguồn yến từ chỗ chị Hương Biển về, để nếu như các cô chú chị mà có nhu cầu sử dụng yến yêu thương ủng hộ cho quậy đó, thì hiện tại quậy có bán yến nữa, có loại yến 25 gram, 50 gram, 100 gram, rồi yến vụn và yến set như thế này. Thì một cái hộp này là có là gọi là một set yến, có 10, nó có 10 10 cái túi yến ở bên trong như thế này nhỉ. Nó có 10 cái túi yến bên trong như thế này, gồm có hạt chia, táo đỏ và đường, rồi tặng thêm kèm vào trong đó nó có những cái hũ để trưng yến để mình bỏ vào mình trưng. Thì giá một cái set yến này là 500 nghìn ạ. Nó có 10 hũ, tính ra nó có 10 lần để trưng, tính ra là một lần là 50k. Thì đây là cái set yến, nó có đầy đủ táo rồi hạt chia này kia, rồi chỉ cần về bỏ vào cái hũ thủy tinh đó rồi trưng lên là ăn sử dụng ạ. Rồi cái yến mà 25 gram thì giá là 900, giá là 1 triệu. Rồi cái loại yến mà 50 gram thì giá là 1 triệu 9. Rồi cái loại 100 gram thì là 3 triệu 8. Và cái loại đặc biệt nhất, hái từ trên tổ xuống rồi không có ngâm qua nước để rút lông khô luôn đó, thì là giá là 5 triệu. Rồi có yến vụn, rồi chân yến 100 gram chân yến thì nó cũng bằng 100 gram mà yến tinh chế. Nhưng mà có thấy những cô mà người ta mua cái loại yến chân yến đó, người ta ăn người ta khen nó ngon, là vì nó sật sật, nó giòn giòn gì đó. Còn cái yến tinh chế thì cũng 3 triệu 8 cùng giá với yến chân yến đó. Và cái yến vụn thì 100 gram là giá 2 triệu 8 ạ. Vâng, thì ngày hôm nay có những cái thông tin cũng như là cảm ơn các cô chú chị đã ngồi trò chuyện với quậy tới giờ này. Rồi.
các cô chú anh chị có cần mua hàng ủng hộ quậy thì đây là số điện thoại của quậy 0813 350765 ạ. Quậy xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe và ngồi lại Trung Lê hỏi trước quậy đi. Mình là Đỗ Thanh, sao giờ cứ ra Trung Lê là sao? Dạ cái đó là có lẽ do cái tài khoản đã được ai đó đổi tên. Nó đổi tên thôi ạ. Giống như là trên điện thoại của mình chắc con cháu hay gì đó nó lấy rồi nó bấm nó đổi tên qua Trung Lê thôi. Mình có thể đổi tên ngược lại. Hoặc là cô xem ở trên cái điện thoại này cái tên tài khoản của cái điện thoại đó là Trung Lê, rồi nhiều khi cô xem ở trên cái điện thoại khác lúc trước cài đặt là cái tài khoản tên là khác nên nó sẽ ra hai cái tên khác nhau. Chào cô Hồ Vân, ý mình nói là cô Nguyễn Kim Lợi người Kiên Giang chứ không phải Nguyễn Lợi. Chú Quậy gửi cho cô một thùng sữa hộp nhé, lát cô nhắn Zalo. Dạ cảm ơn cô Gia Hân Nguyễn. Chào cô Huệ Nguyễn. Dạ vâng, Quậy xin cảm ơn các cô chú anh chị. Quậy xin phép Quậy xuống like ạ. Chúc các cô chú anh chị buổi chiều mát mẻ, vui vẻ ạ. Dạ. Quậy xin phép quậy xuống like. Chào tạm biệt.